cái điện thoại Oppo của em nó có là hình này. Cái này chị ạ. Chị bọc một bọc ba bóng cột lại vào đâu hết rồi này. Không chín ba sáu không không sáu chín sáu bốn đi đâu rồi. Rồi hello cả nhà nha. Alo, chưa thấy ai hết. Hôm nay có lên áo tiếp không Nguyên? Áo gì đấy chị ơi, ưng áo gì? Chị vừa nhận được 5 áo thun đẹp quá em ơi. Rồi em cảm ơn chị Kim Khánh Lê nhé. Có không? Đâu có, điện thoại em đâu có. Chị vừa bấm cái thì cái kia đổi chuông. 0936 006 964. Chị đi ra gần ngồi cốc xe gì mà em thử. Đừng có rung. Rồi, trong cốc xe rồi. Đúng rồi đấy. Chờ em xíu nha. Thấy chìa khóa đâu? Chìa khóa em đâu hề? Chìa khóa em đâu? Chị con ngồi xe em thấy chìa khóa. Rồi vô thôi chị em mình ơi, chia sẻ phát lại. Ừ, ai lên áo gì? Nên cũng hết pin trời nè. Ben đi bị ẩn comment rồi. Không thấy cái gì hết. Áo mặc đẹp à, đẹp thì mua. Lên áo thun 49k à? Hết rồi. Áo thun Thái em hết sạch xanh xanh rồi. Để lên chị em mình mã na áo này. Trưa nay có lên cả đồ bé nha. Chị em mình chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng Nguyên. Áo thun 49 thì hiện tại á thì tầm khoảng 3 ngày nữa lại có hàng. Nha, 3 ngày nữa có hàng, giờ nguyên sạch sạch không còn cái. À, hồi nãy có con màu vàng hồi nãy khách xã này. Chị có con. Đây này, đây này đây. Cái gì hàng hàng thun Thái hả? Mới chốt đơn xong trừ mua kẹp được rồi nhá. Đẹp, mua nhiều. Tóa hết tiền rồi Nguyên. Trời ơi. Không sai nhưng mà là bo rip giảm nhiều lắm luôn. Cái này chắc của bo nó là bo rip giảm cực kỳ nhiều. Hôm nay bán tặng cái mã em mang đi cho nó khí thế. Cái này bộ người ơi, cái áo đâu? Cho em lên mã áo đang mang bán tặng cho nó khí thế nhá. Cái này chị em mình lên 60. 62 mang ok hết. Cái này giảm nhiều, cái này vì dòng Paris mà làm gì có sai. Làm gì có sai. Bao đẹp luôn. Hàng này người ta đang la là giá 69 79 nghìn.
6979 nè. Kim Chi Hồ Thị gặp ha kiểu quen mặt nhau cô. Rồi chị Mỹ Hạnh Hồ. À, chị nhận áo chắc phải đẹp rồi, em cảm ơn chị Kim Chi Hồ này, cho em lên luôn đây bán tặng luôn cho nó nha. Màu mè gì ít. Lên bán tặng mã này nha chị em mình ơi. Chà chả. Có chị ơi, bộ đang mặc 52kg vừa không, bao nhiêu tiền? Cái này không phải bộ đâu, áo rời nha. Áo rời, còn quần là hôm qua không bán vậy mình bao nhiêu tiền rồi. Nhưng mà chưa lại được cái này. Hôm qua bán 49.000 nè. Bỏ lên hết cho em đi. Còn bộ hàng này đã cắt tát rồi. Chị mình nên nhanh tay nha. Cái này bỏ riêng ra chị nè. Bỏ riêng ra nè. Rồi lên nhanh tay cũng sẽ bán tặng như vậy mình mà nè. Cái áo nó bỏ riêng chị. Cái đó bị giờ xíu rồi. Xe màu vàng này, treo lên hết màu đi, ít lắm. Có ít lắm. Hàng này người ta đang chạy 6979.000. Em mà mặc thì chị mặc chặt. Chị ơi, đây nè. Đây nè, hàng này là hàng bo rip mà sao là chặt. Bao nhiêu ký không vừa, không phải là thun. Thun có tông thường thì là cái này chị mang chặt thiệt. Còn cái này bo rip mà. Cái này nó co giãn theo form. Bao nhiêu ký chị em mình mang không vừa. Quần mang mặc hết rồi, có nha chị Cường Kiên ơi. Có nha. Rồi lên luôn cho chị em mình nè. Lên nhanh nhé, để lên cả hàng bé nữa chị em mình ơi. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Tóc tai trái chứ. Nó cái tục, nó cái sổ khang thôi. Rồi, vàng có mấy con? Toàn bộ hàng này cắt tắt hết. Đó chị em mình nhìn. Cái hàng này người ta bán giá cao mà. Người ta bán giá cao mà. Mua thêm trắng cho đủ không? Bỏ ra chị. Bỏ ra xem độ dài của áo. Giờ tới đây, người ta đóng thùng rồi bảo người ta xem độ dài của áo trời. Như thế này được chưa? Được chưa? Bo rip nè. Bo rip nè. Lên luôn cho trẻ bên con này luôn. Vàng này có mấy cái? Đẹp. Vàng này có mấy cái chị? Hai cái vàng à con? Hai cái vàng chứ mấy. Kể Nguyên đang mang nữa là có ba cái thôi. Ba cái vàng thôi, toàn bộ là bo rip xịn luôn cho trẻ mình luôn. Nguyên lên luôn cho trẻ mình, mã này là mã thành 46.000. 46.000 nhá. Ôi cái này bị chấm xíu rồi. 46.000 vàng. Một trắng cho chị Cường Kim. Trắng Cường Kim nè. 46.000 vàng. Em bán tặng luôn cho dạy mình 46.000. Dạy mình ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Vàng cho chị Nga Võ. Hello chị Trang Thùy nè. Nga Võ nè. Nga Võ nè. Rồi còn hai con vàng, một con Nguyên đang mang. 46.000. 46.000 nha chị em mình. Bao rẻ luôn. Nga Võ. Nga Võ. Một vàng cho chị Thanh Thanh. Thanh Thanh. Một con một vàng này bị chấm xíu. Để cho chị Hương Bà Rồ, xe cho chị Hương Bà Rồ. Nga Võ. Nga Võ 46, cái này ghi cho chị Hương Bà Rồ. Hương Bà Rồ. Rồi xanh ngọc một con. Vàng nguyên hết nha. À còn con Nguyên đang mang nữa nè. Cho chị Lan Anh Hồ chưa chia sẻ. Cho chị Hoàng Thí đi, ưu tiên cho chị nào chia sẻ. Cho chị Hoàng Thí, em hết vàng nha. Cái này là cho Võ Thắm đó. Đâu có Võ Thắm đâu chị. Hoàng Thí. Hoàng Thí có chưa? Chưa. Võ Thắm có chưa? Chưa. Em cho Võ Thắm ở trên đi. Không phải Võ Thắm, Nga Võ rồi Hoàng Thí. Vàng không phải Võ Thắm. Thế chị Trang Thùy đi. Trang Thùy. Trang Thùy. Trang Ngọc một cái. Trang Thùy các em đang mang. Chị Duyên, chị Duyên, chị Duyên. Để đó, đừng rửa. Rồi lên nó vô. Ui trà, Trang Ngọc có cái thôi. Xanh ngọc một cái giá 46.000. Trời ơi. Hàng này chị em mình nhìn. Không ai bán cho chị em mình giá tầm này giá này hết á. Nhớ chị em mình tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng mã sẵn 46. Hàng về cũng không ấp đâu. Vì thứ còn cái. Chị nào lấy xanh ngọc một con. Vàng em hết nha. Xanh ngọc luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy xanh ngọc bị ẩn comment. Chán quá. Xanh ngọc. Vàng sao mình hỏi không báo để mình chốt với. Là như thế nào đấy chị Yến Nguyễn ơi. Hết vàng rồi. Xanh ngọc kìa. Xanh ngọc cho chị Phúc Nguyễn. Phúc Nguyễn. Rồi lên trắng dùng nguyên.
Hỏi là hỏi như thế nào chị ơi? Trắng còn 1. Trắng đông nguyên chị Minh Hằng không chia sẻ. Trắng còn 1, 46.000. Chị nào lấy trắng lên trắng luôn, dùng nguyên ngắn xanh em hết rồi. Thứ có cái thôi thì chị em mình tranh thủ nha. Rồi lên lưu dưỡng mã này là mã trắng dùng nguyên một con. Bao đẹp luôn chị em mình ơi. Tay của nó này. Sang chưa? Lên lưu dưỡng mã trắng một con trắng. Ai lấy trắng lên trắng luôn dùng nguyên toàn bộ là Boris. Vậy mình để ý à, Boris không ai bán như vậy mình giá này. Tầm giá này không ai bán đâu, 46.000. Trắng kìa, trắng chai kìa. Từ từ nè. Su su này phải cho em coi cái cục hàng bom của cũng một tên su su, không biết su su nào. Từ từ nhá, trắng để đấy giùm em đã. Rồi lên luôn dưỡng mã này xanh dương một con. Xanh dương một con nhé. Xanh dương nguyên có một con. Xanh dương nguyên có một con. Chị nào lấy xanh dương lên xanh dương luôn dùng nguyên này. Chúc. Lên mã xanh dương luôn dùng nguyên một con. Chị nào lấy xanh dương bị ẩn comment phải dùng một cái máy nữa mưa ấy được nha. Lên luôn dùng mã xanh dương. Lên bên này không? Hả? Lên xanh dương luôn dùng nguyên này. Ai lấy xanh dương lên xanh dương này. Xanh dương nha. Không phải xanh dương, cứ xanh là được. Gửi áo khoác lại với Nguyên, thế là cái đơn của chị Hoàng về đúng không? Xanh nha, xanh xanh xanh. Xanh cho vỏ thắm. Xanh vỏ thắm. Đen cho vỏ thắm. Hết trắng nhá. Đen cho vỏ thắm. Rồi cho em lên mặt khác. Đen cho vỏ thắm. Đen cho vỏ thắm. Em thấy một cục su su hơi bị bự Hoàng về, nhưng mà chưa biết là su su nào. Chưa kiểm tra. Chưa kiểm tra. Hết đen nha. Cho lên mã này có màu vàng này chị. Ôi chào ơi. Đây này đó. Đó. Cái này lại là cổ vuông nữa. Mã này lại là cổ vuông nhá. 46.000. Đẹp chưa? Toàn bộ là tay bồng như thế này hết. Đẹp chưa? Cổ vuông. 46.000. Lên luôn dùng mã vuông vàng. Đừng này con chứ mấy. Ba con vuông vàng 46.000 con. Chị nào lấy vuông vàng lên vuông vàng. Hiền đổ chung với chị luôn à. Đen đen hết rồi. Hello chị à, Xuân Thu. Hết đen chị ơi. Lên mã vuông vàng. Vuông vàng em hết đen nha. Chị ơi, lúc chốt đơn ấy, vàng cho chị vỏ thắm. Đen hết rồi chị Thanh nhà pha. 46.000 luôn dùng nguyên nhá. 46.000 vuông vàng cho chị Thu Hiền cười. Chị Su Su ơi, phải đơn của chị Hòn về không? Nếu Hòn về là em không dám chốt nữa đâu ấy. Hạnh phúc này để đi đơn lại. Nguyên thấy cục hàng hơi bị to. Thật sự là nếu như mà ai đã hòn hàng về á là không nhận hàng là em không dám đi đơn nữa. Một đơn không lời bao nhiêu hết ý. Rồi lên luôn dùng mã này vàng. Vuông vàng nhá. Còn một con vuông vàng. Đen hết rồi chị ơi. 46.000 chị ơi. 46.000. Vuông vàng cho chị vỏ thắm. Vuông vàng cho chị vỏ thắm. Vỏ thắm có rồi à. Vuông vàng cho chị Mẫu Đơn Nguyễn. Mẫu Đơn Nguyễn. Mẫu Đơn Nguyễn. Rồi cho em lên màu đi. Chị cho em lên hết màu đi. Em lên màu kia em lên. Rồi lên mã vuông đen. Ba con vuông đen. Lên mã vuông đen. Ba con dùng nguyên nha. Quần Nguyên đang mang hết rồi. Hết vuông vàng rồi chị Xuân Thu. Còn vuông vàng đây nè. Còn vuông vàng màu vàng này nè. Còn màu vàng này nè. Còn màu vàng nhạt này hơn nè. Vàng này nhạt hơn nha. Còn này vàng nhạt hơn. Chị nào lấy vàng nhạt lên vàng nhạt và y kiểu vuông vuông này đẹp lắm. Còn vàng nhạt nha. Hai con vàng nhạt. Chị nào lấy vàng nhạt lên vàng nhạt. Giá lên luôn cho dễ mình luôn. Vuông đen cho chị Kim Khánh Lê nè. Vuông đen Kim Khánh Lê nè. Vàng nhạt. Chị nào lấy vàng nhạt lên vàng nhạt. Sợ chị em mình kêu là đặt mã vàng này mà gửi vàng khác. Màu vàng này nó nhạt hơn. Hai con màu vàng nhạt. Chị nào lấy vàng nhạt lên vàng nhạt luôn dùng nguyên nhá. À, vuông vàng có rồi chị Võ Thắm ơi. Chị nào lấy vàng lên vàng nhạt luôn dùng nguyên nhá. Chị ơi, hồi nãy chốt đơn giờ em hỏi lại em không biết đâu. Xíu là có đơn em sẽ nhắn qua nhá. Lên mã vàng nhạt, hai con vàng nhạt. Thấy chăn hồ rồi thì bút comment nhá. Hai con vàng nhạt. Rồi lên mã vuông đen được hai. Vuông đen được hai lên trẻ mình 46.000. Vuông đen nha, trai. Vuông đen cho vỏ thắm bao đẹp luôn, tay của nó tay bóp bóp vòng vòng này, đẹp lắm luôn. Có vuông đen vuông vàng rồi. Rồi nè, chị nào lấy vuông đen lên vuông đen luôn dùng cái cổ của nó là dạng cổ vuông như thế này. Chị em như thế này, chị em 60 vẫn mang ok. Chốt lên luôn dùng nguyên mã vuông đen. Vuông vàng của Tương Nguyễn nè.
Lương Nguyễn nè, Lương Nguyễn lên thông tin đi chị ơi. Chị Nguyễn Thị Hằng cũng lên thông tin. Toàn bộ khách có đơn chịu khó lên thông tin trên live luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. 46.000 con áo nè. Bao rẻ chưa? Bo rip hết, giảng nè. Giảng nè. Đấy, chốt lên luôn dùng mã nè. Vàng nhạc hết chị Sương Thu, chị Sương Thu mạng chậm thế. Lên mã vuông đen luôn dùng nguyên, còn một con vuông đen. 46.000 vuông đen. Trời ơi, bo rip nha. Lâu lâu mới có mấy cái mã bo rip kiểu như thế này mà giá bèo nhiều hết sức. Nha, còn vuông đen. Vuông đen còn hai con. Còn hai vuông đen, chị nào lấy vuông đen lên vuông đen luôn dùng nguyên 46. Vuông đen 46 hai con. Bao rẻ luôn. À, nhạc em hết rồi nha, 60 vô tư chị ơi. Vàng nhạc cũng hết rồi, còn màu đen, mạng chậm quá. Ai lấy đen lên đen luôn dùng nguyên nha. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Vuông xanh, cho hết cái mã kiểu cổ vuông này chị. Vuông xanh. Vuông xanh. Vuông xanh lên luôn dùng nguyên một con, đen xanh. Đen xanh nhá, đen, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên. Và không có, đen cho chị Nguyễn Hồng. Chị ơi, 60-62 mang được hết. Chị gì đây, hồi nãy chưa có thông tin nè. Chị Lương Nguyễn chưa có thông tin nè. Lương Nguyễn Thị Hằng. Lương Nguyễn và Nguyễn Thị Hằng không lên thông tin, bỏ riêng ra cho em. Nguyễn Thị Hằng với Lương Nguyễn không có thông tin, em lên lại nhá, em xả em chốt cho người khác nha. Rồi lên luôn dùng mã vuông xanh. Giờ cái gì giờ xả luôn trên like cho nó khỏe. Nhiều trẻ em mình cứ chốt đơn xong không có thông tin gì hết cũng phải xả ra. Vuông xanh cho Đặng Yến Ly. Đặng Yến Ly này một con thôi. Rồi lên mã vuông trắng. Vuông trắng một con. Cái này không có xanh ngọc chị ơi. Chị để ý hai chị kia mà không có lên thông tin là bỏ cho em xả ra nghe. Xả ra từ đầu rất cho nó khỏe. Rồi chốt lên luôn dùng mã vuông trắng luôn dùng nguyên. Comment lên vuông trắng luôn dùng nguyên 46. Vuông trắng 46. Chị nào lấy vuông trắng 46 lên vuông trắng 46 luôn dùng nguyên nhá. Comment lên vuông trắng 46, một con vuông trắng 46.000. Thấy 60 trẻ mày mang được hết tại vì dòng đen này là bẩn. Đang nghe chị Cẩm Tú. Ok, chị Nguyễn Thị Hằng lên thông tin nè. Còn gì chị gì nữa? Chị Lương Nguyễn. Còn chị Lương Nguyễn đó hả? Lương Nguyễn lên thông tin cho em nhé. Rồi lên mã vuông trắng luôn dùng nguyên. Vuông trắng dùng nguyên. Vuông trắng nghe chị Cẩm Lê. Vuông xanh hết rồi chị Liên, Liên Lê ơi. Lên mã vuông đỏ. Còn bộ cổ vuông tay búp. Lên mã vuông đỏ, trời ơi, Tết mà mua được mấy con này mang thì hợp gu này. Trời ơi. Rồi chốt lên mã vuông đỏ, còn hai con vuông đỏ. Giá 46.000 là quá là bèo, còn màu hồng nhạt nó thấy chị kìa. Nha, chị nào lấy Liên vuông đỏ, lên vuông đỏ, dùng nguyên hai con vuông đỏ. Hai con vuông đỏ, lên mã vuông cam được hai. Y như thế nha, màu cam được hai. Vuông đỏ, vuông cam. Vuông đỏ, vuông cam. Vuông đỏ gì ghi cho Thảo Nguyễn ba người. Vuông xanh em hết. Thấy như ý Trần Thị chị ơi, vuông xanh em hết rồi. Vuông xanh em hết rồi. Vuông đỏ nè. Đơn tối đi chưa? Dạ chưa chị Xuân Thu ơi. Thấy Diễm Nguyễn mà. Thấy Diễm Nguyễn mà. Đỏ cho chị Lê Hương. Đỏ cho Lê Hương. Vuông cam. Màu này em mang hết nhé. Mã này em mang hết. Rồi lên mã cam luôn dùng nguyên. Chốt mã vuông cam luôn dùng nguyên nhé. 46.000, rẻ chưa? Áo bao rip kiểu mà bán cho em mình hàng giá 46.000 thì quá là rẻ, không ai bán cho em giá này đâu. Nhá, chốt lên mã vuông cam được hai con vuông cam. Vuông đen nguyên hết rồi, kiểu lưới còn hết rồi chị ơi. Ok, thấy rồi chị ơi. Thấy rồi chị Nguyễn Thị Hằng nhá. Còn hồi nãy chị Lương gì đó chưa có đúng không? Chị Lương Nguyễn. Chị Lương Nguyễn bỏ lên cho em đi, lên lại nhá. Thấy rồi nhá, Nguyễn Bu ơi, thấy Nguyễn Bu rồi. Vuông vàng thì bỏ cái này vuông vàng qua cho chị Xuân Thu đi. Hết rồi chị Như Ý Trần Thị ơi. Nhiều mã đẹp lắm chị em mình ơi. Thích tay lưới à? Đằng sau về tay lưới nhiều nhá. Tại vì cái này về tách rồi. Mã vuông cam được hai vuông cam. Hai vuông cam. Sau ra cái mã tay lưới này vẫn điệu điệu hơn xíu đúng không? Chốt mã này mã vuông cam, hai con vuông cam nhá. 46.000 bao rẻ luôn. Trên này lên cả đồ bé nha, chị em mình hứng thú thì chấm chấm lên luôn dùng nguyên nha. Còn hai vuông cam, chị nào lấy vuông cam lên vuông cam luôn dùng nguyên nhá. Vuông cam cho Trang Lê, Thu Hiền G. Trang Lê và Thu Hiền G. Chị Liên Lê ơi, cam hết. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng rút. Trời ơi, toàn màu đẹp thôi ấy. Toàn màu đẹp. Cái cổ vuông này đẹp. Mã này cổ vuông đẹp. Toàn bộ hàng là phải cắt tát. Chứ hàng này người ta bán giá rất là cao. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Trời ơi. Hàng vào shop có hot girl nó bán cho chị em mình con này. Bèo nhất là giá 70-80 nghìn rồi.
Hôm nay chị em mình 46.000. Hồng rút cho Như Ý Trần Thị. Như Ý Trần Thị một con hồng rút. Rồi còn một hồng rút 46. Hồng rút. Đồ bé không chị ơi. Thì là bo rip dễ mình mua nhà Nguyên biết rồi. Còn bộ là sẽ mang vào ôm ôm form như thế này nhưng mà giảm nhiều. Như Ý Trần Thị cho. Này chị em mình nhìn nè. Lên thông tin giùm em đi chị em mình ơi. Bao nhiêu ký cũng vừa, kéo như thế này là chị em mình biết rồi. Đấy, chốt lên luôn dựng mã hồng rút. Còn bộ cái này là sẽ làm ăn ôm à, rút cho chị hợp. Cho chị hợp hiểu. Rồi lên luôn dựng mã hồng cam. Hồng cam 2. Hồng cam 2. Hồng cam 2. Lên mã hồng cam 2 con luôn dựng nguyên nhá. Chốt lên mã hồng cam luôn dựng nguyên. Trời 46.000, sắp hết rồi. Tại vì cái này mày tắt, đợt đầu nó có ít quá. Chị nào chưa có thì tranh thủ những đợt sau nhá. Lên mã này là mã vung hồng hồng cam đẹp chưa, lên nhá, hồng cam luôn dùng nguyên, hồng cam được hai hồng, hồng rút nguyên hết rồi, còn hồng cam thôi, không bằng chiêu ái chị là sao, không bằng chiêu ái chị là sao, á hỉ cho chả biết luôn ấy. Hồng cam, hồng cam cho chị Phi Lan Nguyễn Hoàng, cho chị Võ Thám, Võ Thám, Võ Thám. Rồi lên luôn dùng mã này là màu nuôi. Trước mã nuôi luôn dùng nguyên 46. Nuôi 46 được 2. Đẹp quá chị em à nói. Nuôi 46 được 2. Ai lấy nuôi 46 lên nuôi 46 dùng nguyên nhé. Màu nuôi. Màu nuôi 46 được 2 con nuôi 46. Chị nào chưa có nuôi 46 lên nuôi 46. Hồng cao nguyên hết. Hết nha, hết hồng nha. Lên nuôi dùng nguyên nè. Ok chị. Rồi lên mã nuôi nhé. Nuôi cho chị Như Ý Trần Thị. Quần Nguyên đang mang quần lên hôm bữa rồi. Nuôi cho chị Lê Hương. Thật sự quần Nguyên đang mang hôm bữa sale vậy mình bao nhiêu tiền? 49.000 đúng không? 49.000 mà lại hàng co giãn nữa chưa được lại được con thôi. Rồi nhá, cho em lên mã khác đây. Còn mã vung lên nữa không chị? Rồi, thấy rồi đó hả? Em kia coi còn. Rồi lên luôn dùng nguyên mã nè. Riêng cái này là mã dây xích nè chị em mình. Không thích chị em mình có thể tháo ra. Cái này nó có ghim nè chị em mình nè. Chà ơi. Lại tay bồng. Riêng cái xích này chị em mình không ưa thì là có thể tháo ra được nha chị em mình ơi. Đây nè. Nó có ghim như thế này nè. Nha, lưu ý luôn cho nguyên cái này, cái xích này là xích kiểu thôi. Nha, chị nào không ưng thì chị em mình có thể tháo ra được. Không rút à. Cái chị Lê Hương. Lê Hương. Rồi lên luôn dùng mã xích. Trời, mã nào cũng đẹp hết. Chúc lên xích luôn cho nguyên nhá. Comment lên xích luôn dùng nguyên 46.000 xích. 46.000 xích. Chà chả. Đẹp chưa? 46.000. Ai lấy cái này lên chung mã xích à, vàng xích cho chị Trang Hồ. Nu hết rồi chị Xuân Thu. Xích cho Trang Hồ. Xích xanh ngọc. Cái này thì người ta tháo hẳn cái dây xích ra rồi. Lên mã xanh ngọc. Y như thế mà xanh ngọc. Cái này rất xích rồi. Chung mã xanh ngọc luôn dùng nguyên nhá. Lên xanh xích vàng hết rồi. 46.000 vậy em à nhá. Lên mã xanh ngọc, ai Diễm Nguyễn nè. Diễm Nguyễn gu xanh ngọc phải không? Lên xanh ngọc đi. Xanh ngọc 46. Trắng của Xuân Thu nè. Gu trắng của Xuân Thu nè. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc. Xanh ngọc cho Diễm Nguyễn, ok Diễm Nguyễn. Trắng nè. Hả? Diễm Nguyễn với Hoàng Điệp là đi chung phải không? Nguyễn Bu nè đúng không? Rồi lên luôn những mã này là mã xích trắng. Trắng. Chưa trả lời, từ từ chứ. Để người ta trả lời hỏi phải bắt họ hỏi đúng không liền ấy. Rồi lên dùng mã xích trắng luôn dùng nguyên. Riêng cái dây xích này chị em để thầy tháo ra được nhá. Rồi lên luôn dùng mã xích cam. Xích trắng, xích cam. Ủa trắng Xuân Thu không chú ạ? Trắng Xuân Thu không chú ạ? Thương Tini lên thông tin đi. Lên thông tin nha. Rồi lên luôn dùng mã xích cam. Xích cam một con. Ai lái xích cam lên xích cam. Diễm Nguyễn đúng không? Diễm Nguyễn lên ý kiến nha. Lên mã xích cam luôn Dường Nguyên. Trắng trừ cho chị Xuân Thu đi. Chị Xuân Thu với chia sẻ rồi. Ưu tiên cho khách chia sẻ đi. Rồi lên luôn dùng mã cam. Hồng rút. Cam, hồng rút, đen. Trời ơi. Trắng hết nha. Hồng rút một con thôi nè. Bỏ Xuân Thu bỏ trắng. Trời ơi. Lên luôn dùng mã này là mã hồng ca, hồng rút. Chốt mã hồng rút để chị em mình nhìn nè. Toàn bộ mang cái này nó sẽ là mang ôm form ôm body nha, nhưng mà nó giảm nhiều chị em mình 60 chị em mình vẫn mang được. Đang kéo chị em mình xem nè, được chưa? Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã hồng hồng rút giúp Nguyên. Comment lên hồng rút, ai lấy hồng rút lên hồng rút luôn dùng Nguyên. Rồi xích đen,
xích đen nha. Chị nào lấy xích đen comment lên xích đen luôn dùng nguyên 46. Xích đen 46. Xích đen 46.000. Hồng gốc cho Võ Thắm. Cho chị Võ Thắm. Xích đen nha. Được rồi chị ơi. Comment lên mã đen luôn dùng nguyên 3 con đen. 2 con đen thôi. 2 con đen và 2 con màu hồng nhạt nhạt này nè. 2 con đen, 2 con hồng nhạt nữa là hết. Chị nào chưa có thì lên. 2 con đen đen cho quả ngọc. Đen đây, đen quả ngọc nè. Có gối cao su với chị Lê Thị Kim Anh. Có nha, gối cao su em sẵn nha. Gối cao su thì em đông sẵn. Ôi thì em hết thịt ạ. Đây. Đây tình yêu ơi. Đây nè, còn mấy con nè. Đây nè, mã áo út chiến trẻ mình hỏi nãy giờ nữa nè. Đây nè. Chào ơi, đây nha. Còn còn cả áo thun thái đây nè. Chào ơi, vàng nè, xích vàng ai chưa có nè. Các tỷ quá. Xích vàng ai chưa có? Em chưa chị ơi, gói cao su em còn nhá. Hồng rút cho chị Lê Nghĩa có chưa? Hồng lên hồng nhạt đi, hồng nhạt này nhá, hồng nhạt này nhá. Hồng nhạt nè, vàng nè. Vàng nè. Hồng nhạt và vàng còn nha. Chị em mình lên lại dùng nguyên nè. Hồng nhạt và vàng nguyên còn. Vàng đây cho Cẩm Lê nè. 46k chị ơi. 46 nha, nãy giờ lên váy vé chứ Nguyên em sắp lên rồi đây. Sắp lên rồi đây. Hồng cho chị Huỳnh Mỹ Tho. Huỳnh Mỹ Tho. Rồi nè. Trời, giá gối em có 3 cỡ lận. 3 4 cỡ lận. Chị ưa cỡ nào, cỡ lớn hay cỡ bé? Vàng cho chị Mai Diệu nè. Rồi hồng nhạt và đen 46.000. Hồng nhạt và đen giá 46 nhé. Chị nào chưa có lên, còn một hồng nhạt, còn một đen 46, cái mã Nguyên đang mang còn sót một cọc nè. Mã tay lưới này đang còn sót một cọc nè. Chị nào lấy cái mã này lên cho mã lưới kèm màu này. Lưới đen nè, lưới đen còn 2 nè. Ê, kiểu Nguyên đang mang nhá, lưới màu đen còn 2 46.000 con, chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên nha. 46 lưới đen. Chị nào lấy lưới đen, lên lưới đen luôn dùng Nguyên còn cọc áo 46 nè. Chốt mã lên luôn dùng mã này, mã lưới đen. Chà ơi. Cái này là kiểu Y Nguyên đang mang nè, nó kiểu sẽ nhẹ chỗ này xíu nè. Đây nè. Lên luôn dùng mã lưới đen, hai con lưới đen. Lưới đen 46, lưới hồng 46, lưới nu 46. Đấy, còn ba còn hồng và nu nữa. Bốn đĩa của người lớn 250. 240 chứ. Lưới đen cho chị Minh Hiếu. Với lại chị Thay Kim. Minh Hiếu và Thay Kim. Lưới nu, lưới hồng cam cho chị Hợp Nguyễn. Hợp Nguyễn. Hồng nhạt đang like cho chị Cường Kiên. Kia chứ chị? Minh Vũ. Thay Kim. Thay Kim. Hồng nhạt cho chị Hợp Nguyễn. Cho chị Cường Kiên. Cường Kiên. À, đen còn không? Còn. Lưới á. À, đen lưới hết rồi. Hết rồi. Còn lưới hồng kìa, lưới hồng cho chị Hiền Đỗ. Từ từ chị, lật lại coi. Mã nó sao lại mã lưới? Bỏ ra. Đây nè, chị để ý chứ không là lộn hàng của khách. Cho chị Hiền Đỗ. Hiền Đỗ. Lưới nu cho Mai Diệu. Lưới hồng nguyên hết nhá. À, lưới hồng cho chị Thu Hiền G. Thu Hiền G. Hồng hết nha. Còn nu. Còn nu thôi trẻ mình ơi. Còn hai nu nha. Chị nào lấy lưới nu lên lưới nu luôn dùng nguyên 46. Còn hai lưới nu 46. Chị nào chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nè. Hai con thôi. 46.000 con này bao rẻ luôn nè. Lên mã lưới nu 46.000 hai con. Sao trẻ mình 60 vẫn mang ok dùng nguyên nhá. Hai con lưới nu thôi. Chị nào lấy lưới nu lên lưới nu luôn dùng nguyên. Xanh thì làm gì còn. Làm gì có đâu Trang Hồ ơi. Làm gì có xanh. Nu cho chị Như Ý Trần Thị. Còn một nu nha, chị nào lấy nu comment lên nu dùng nguyên nha. Đây, à, còn một cái mã cổ tròn này nè. Đây luôn dùng mã này là mã neo đen. Neo đen nhá, chút lên neo đen một con. Toàn bộ của nó là tay bồng hết, kiểu gì cũng là tay bồng hết. Đây nè, đẹp chưa. Đây luôn dùng mã này là mã neo đen, một con neo đen giá 46. Còn lưới nu nè, còn xích cam nè. Và tròn đen nữa là hết rồi, tròn đen nhá. 60 quay đầu, 60, 62 chị em mang được luôn. Tại vì cái này nó giảm nhiều lắm. Lưới nu cho chị Phạm Vàng. Phạm Vàng.
phạm vàng. Rồi đây cái mã, cái mã chị em mình hỏi nhận hàng được mã 49.000 đẹp đây đúng không? Còn được từng này con, có được từng này con, hồi nãy có một con màu vàng kia xả ra nữa. Nhiều đi ăn cho Phương Bình luôn. Rồi tiếp lên luôn dù Nguyên. Nung hết rồi nha. Đây còn 3 cái nữa cho em lên đó đi chị. 3 cái này nè. Nguyên còn một mã nè. Mã này lên chung mã xích cam nè. Xích này dễ mà nó thể tháo ra được nha. Xích cam, xích đen, xích hồng. 3 con cuối cùng với giá 46.000 con. Đúng bao rẻ luôn. Những cái dòng áo áo rít kiểu này không ai bán như vậy mình làm giá này hết. Chị em mình đi vào shop đi. Người ta bán như vậy em giá khá là cao. Đều nhất cũng ở mức 100.000 ấy. Rồi lên luôn những mã này là mã xích luôn dùng đi nhá. 3 cái xích luôn. 3 cái xích nha. Xích cam, xích đen và xích hồng nhá. Chị nào lấy xích toàn bộ tay bồng. Xích đen cái gì lên hồng. Quần lửng nam em không nhá, chị Lê nghĩ em hết rồi. Đây. Mã này đúng không? Nhiều chị nhận hàng về ưa cái mã này đúng không? Còn lần này con coi nè. Tầm đến 3-4 ngày nữa mới lại có ra ra hàng mới. Cái này là trái hàng. Con này là thun thái dùng Nguyên nha. Trời ơi, ai chưa có Thảo Hiền. Hồng cho chị Thảo Hiền nha. Lên thông tin cho em nhé. Toàn bộ khách mới chịu khó lên thông tin dùng Nguyên. Thôi chị em mình cứ có đơn. Nếu như mà lâu lâu mới mua một lần. Có thể là đã mua đơn rồi. 46 chị ơi, sau khi 49 46 hả chị? Rồi lên mã này mã 49 nè. Chúc lên 49 đỏ đô nè. 49 đỏ đô dùng Nguyên nhé. Con này chị em mình đi 62 vẫn mau ok. Tay của nó là tay hơi dơ để mang thử cho chị em con này. Phô này. Mà nó hết rồi nhá. Hết rồi nhưng mà để mang cho chị em mình nhìn cái form. Không hết rồi. Hết xích nha. Vàng này của ai hồi nãy chị ghi bì rồi đó chị. Đây nè, form này chị em mình. Hàng này là hàng thun thái nha. Form này chị em lấy 62. Cái nào chị nè. Phần tay mà càng mất thì cái này mang lên nó càng đẹp. Đấy, nó không phải là hàng ngồi người ta nhớ là người ta làm cái dây vẫn tới như này nè. Là sẽ lộ cái cả cái áo ngực ở trong khẩu này vừa phải. Tay của nó làm vừa phải như thế này. Được chưa? Cái này hôm nay mình chạy mình 49.000. Đấy, cái màu đỏ đô, đẹp chưa? Đỏ rượu, em phải đỏ đô, đỏ rượu ấy. Giống màu mặn chín ấy. Giống màu mặn chín, giá 49.000. Thay dơ đẹp, mua đi bà con ơi, dùng đồ. Áo đó chị bốn con rồi đẹp à. Xích cam kìa, xích cam Hoàng Thí có chưa? Xích cam Hoàng Thí. Thì cho Hoàng Thí đi. Quần Nguyên mang hết rồi chị Cẩm Lê ơi. Hết rồi. Rồi, cái này còn từng này con thôi nè, lên nó luôn cho chị em mình luôn cho nó gọn nè. Thì tầm phải 4 hôm nữa lại mới lại có đơn mới nhé chị em mình ơi. Giờ hết sình sình xanh luôn. Lên màu gì trước có từng này con loạn mắt luôn. Rồi lên luôn những mã này. Mã chữ đen y kiểu Nguyên đang mang hết nhé, cùng một form. Cùng một form hết kiểu Nguyên đang mang. Chúc lên luôn dùng nguyên cái mã này. Lên chữ đen 49k, cái này chắc của nó là thun thái nhé. Không mua con này phí lắm. Chúc mã cam luôn dùng nguyên. Đỏ đôi cho chị Mai Diệu, con đang mang chị Mai Diệu. Cho chị Mai Diệu. Rồi lên luôn những mã đen 49. Đen 49, Mai Diệu chị. Mai Diệu. Đen 49, chị nào lấy đen 49 lên đen 49. Đen 49 một con. Thỏ tím 49, thứ có ít thôi, có từng này con thôi. Đen nhá, cái đang mặc hết rồi. Quần trắng em hết rồi chị ơi. Dây đỏ em hết rồi nhá. Thứ còn con thôi. Đỏ đôi em hết rồi, lấy chị mà đang hết rồi chị ơi. Hết rồi. Trà ơi. Tím nó màu nào lên cũng đẹp hết. Hôm bữa lên cái màu này chị em mình lại không chốt. Mà thật sự lên cái màu này rất là đẹp nè. Chị em mình cứ thích màu vàng, màu trắng và màu hồng đậm. Nhưng nó màu. Những cái màu thật sự là những cái màu này lên rất là đẹp nè. Rồi lên luôn dưỡng này. Phong của nó không phải là phong ngắn như vậy mà là phong vừa nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã tím, tím một con. Chị nào lấy tím lên tím luôn dùng nguyên nè. Tím một con nhá.
tím cho chị Hồng Phụng. Hồng Phụng. Hồng Phụng. Có đen chị nhỏ không? Đen xanh. Đen cho Kim Khánh đi. Đen thì có. Đen hồi nãy em đọc rồi. Chưa. Chưa à? Kim Khánh Lê. Tím Hồng Phụng. Chị Hồng Phụng em vẫn chưa nhận được tiền nha. Kiểm tra lại giùm em nha. Xanh cho chị Lê Hương. Xanh Lê Hương đúng rồi. Xanh Lê Hương. Xanh Lê Hương. Rồi lên luôn dùng. Cái này mới là cái này cũng giống giống màu nguyên mang này. Tím cho Hồng Phụng. Cái này giống màu nguyên đang mang nhưng mà có chị nào lấy cái mã này lên chung mã tim. Đây cái màu này nè. Được ra chốt lên mã tim luôn dùng Nguyên nhá. Tim rượu đi. Chốt mã tim rượu, chị nào lấy tim rượu lên tim rượu luôn dùng Nguyên 46. Chưa chị Yến Nguyễn ơi. Lên mã xanh em hết rồi. Tim rượu 46. Chị tim Thương Tina đang. Không hề thấy chị Thương Tina ơi. Trang thì xanh chị Thương Tina ở đâu xa lát. Kiểm tra cho số dư nguyên liệu. Tim trai. Trang Thùy. Trang Thùy nào đó hề. Trang Thùy đã kính. Trang Thùy nào. Trang Thùy kính. Từ từ chị ơi. Tim rượu cho chị Loan Nguyễn. Hết cọc này em lên đồ bán. Cho chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã này mã thỏ. 49k con xong này lên chị em mình đồ bán. Rồi lên chung mã thỏ. Chị nào lấy thỏ lên thỏ luôn dùng nguyên 46. Á quên 49. Sau đây chị em 49. Chị nào lấy cái này lên chung mã thỏ 49 luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên mã thỏ 49. Ai chưa có thỏ 49 lên thỏ 49 luôn dùng nguyên. Thỏ 49 một con. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Đen chữ nhỏ còn 1-2 con. Đen chữ nhỏ đang còn 1-2 con. Thỏ cho Nguyễn Thị Bé Hồng. Nguyễn Thị Bé Hồng. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Giờ người ta đang chạy cái này hot nè. Người ta chạy hàng trơn không ấy. Thung Thái mà đúng Thung Thái hàng trơn không. Người ta bán 99.000, 89.000. Đi 2 con, 3 con mới đi đơn nha. Không bán gì em 49.000. Còn bộ in chữ đẹp nữa. Rồi lên dùng mã đen, đen 2 con. Chúc lên đen 2. Đen 2 con nha. Đen cho Như Trương Thanh. Đen như chị Như Trương Thanh. Hai đen thôi. 49 chị ơi, em nói lộn, 49k, không phải là 46, 6 mã lúc nãy rồi. Đã rượu hết, đen cho chị Dương Tina. Dương Tina hết đen nhé, hết đen nha chị em mình ơi. Chị nào không được là chờ 4 ngày nữa có về nguyên gốc lên nhé. Đợt đầu về, đợt đầu tiên nó mới ra hàng, chỉ có về được hơn là hơn 100 con xong. Chia ra còn 50 con like. Đợt vừa rồi về xong chia rồi còn được 200 con, like ngày hôm qua là hết rồi. Đấy, còn từng này con thôi là hết, chị nào không được chờ những cái lên sau. Nên luôn dựng mã này là mã xanh thang luôn dùng nguyên này. Xanh thang một con. Xanh thang và tim xanh. Hai cái này cùng tông màu nhưng mà hoa hai họa tiết khác nhau thôi. Tim xanh. Chốt mã tim xanh và màu chữ xanh luôn dùng nguyên đi. Tim xanh và chữ xanh được hai con thôi. 49 nhá. Để luôn dùng hai mã nó mã khác nhau chị nha. Tim xanh và chữ xanh. Comment lên tim xanh và chữ xanh. Đây cũng tim xanh luôn chị nè. Để ý nè. Đây cũng tim xanh luôn nhá. Tim xanh và chữ xanh 49.000. Tim xanh cho chị Kim Khánh Lê. Chị Nguyễn Thị Hằng à, đen chưa có chị ơi. Đen hết rồi nhá. Lên mã xanh luôn dùng nguyên là xanh đen ấy. Xanh thang cho chị Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan lấy mã chữ đi. Cho chị Dung Quén mã tim. Ok. Ok. Rồi nhá. Hết nhá. Hết nhá. Hết sạch luôn. Hồi sáng có cái chị kia chỉ xả ra một con áo vàng mà không biết chị ở đâu rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã xám. Xám 49 hết nhá. Xám 49 là hết. Rồi em lên luôn cho dạy mình đồ bé đi. Chấm tương tác lên luôn dùng em nhá. Lên luôn cho em mình đồ bé nha. Có người lấy rồi chị Phạm Vàng ơi. Có cả người lấy rồi hết rồi. Cái đăng mặt cũng có người chốt luôn rồi chị ơi. Không còn cái nào hết luôn. Hết sạch xanh xanh rồi. Rồi chấm lên đi dạy mình ơi. Lên luôn cho dạy mình đồ bé nha. Lên bé nha. Cho mấy cọc bái bé chứ chị. Còn xám hết chưa? Còn một màu xám thôi chị em mình ơi. Dạ cho em hết lên đây. Đấy. Rồi lên nha. Còn là mã cái này thật sự là Nguyên đang lên luôn chị em mình 90k hết nè. Còn lẻ tải ra bán tặng cho chị em mình đấy. Cho em cái cọc đó. Đang lẻ tay nên là Nguyên sẽ lên cho chị nào chia sẻ nha. Ráng chia sẻ dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Trời ơi. Trời ơi.
được luôn. Sao tiếc, đẹp rụng rời luôn ý. Mới nói thật sự là hàng váy bé này đẹp rụng rời luôn nè. Hàng này phải một hàng 90k nè. Hàng này hàng 90k, đang xây 90k, đang hàng tác của nó là 159k nè. Đang hàng tác là 159k. Cái này con lên cho em mình là 75k đi. Gọn luôn nhá. 75k. Size cho bé nhà mình 30kg. Trời ơi, 30kg nhá. Cô ta chưa? 30kg, 25, 28 nè. Và 32kg đúng, còn 3 con. Đủ xinh chưa? Đây dễ mà nhìn nè. Hàng 159.000 nè. Lên nó luôn vậy em mình, con này 75k, nguyên có 3 cái size bự. 3 cái size bự nhá. Size bự nè, size 30kg nè. 30kg quay đầu, 32kg quay đầu và 25, 28kg đúng 3 con. 30 đây. 30 đây nè. 30 nè. 75k nốt luôn, hàng này là đang là hàng 90k nè. Hàng size 90 giờ còn lẻ đang bán tặng luôn cho em mình cái này luôn. À, còn 32kg quay đầu và từ 25 đến 28kg mã này. Nha, chị nào chưa có cái mã này lên nhanh tay luôn dùm nguyên. Có cái mắt đồ bé đâu hết nè. Em mấy cái mắt đồ bé chị. Không, chị lấy cái mắt kẹp ngang, mắt nó rườm rà khó mắt đó. Rườm rà khó mắt. 25 cho chị Ngô Ngô Xuân Phượng. 25 Ngô Ngô Xuân Phượng và 32 cho chị Nguyệt Nguyễn. Chị em cứ lên số ký, không có số ký là chịu luôn. Rồi, cái này nè cho chị 25 cho chị Ngô Ngô Xuân Phượng. Ngô Ngô Xuân Phượng. Rồi, cái này cho chị Nguyệt Nguyễn lên thông tin cho em. Nguyệt Nguyễn lên thông tin cho em nha. Nguyệt Nguyễn nè. Nguyệt Nguyễn lên thông tin giúp Nguyên nha. Rồi, tiếp luôn cho chị em mình con nè, ba con nè. Hàng này là hàng tác của nó đang là cũng là 159.000 luôn. Mã này là mã rất vai. Ôi, lại được toàn là xây bự không nữa mới sướng chứ. 30kg nè. 30kg quay đầu dùng nguyên nè. Có cái mấy cái chị Duyên ơi, chị Duyên cho em mấy cái váy nó bán tặng 49k luôn kìa. Mấy xe nhỏ kìa. Cái chữ nó chị kìa. Lên đi. Thấy không? Chữ hồng. Đó, trên chữ hồng chứ hồng ấy. Chữ á. Rồi, lên luôn dùng mã này là mã rất vai. Trời ơi. Hàng này chị em mình nè. 159.000 nè, cái này không bao giờ nó điêu nha. Hàng này chuyên trong các siêu thị thôi. Size 35, 35 quay đầu. Đây luôn dưỡng mã caro 35. Chốt lên caro 35. Chị nào lấy caro xả hết những cái mã lẻ size này nhé. Caro 35 nguyên có một cái. Caro 35 quay đầu nhé. Caro 30 quay đầu nhé. Và caro size 32 quay đầu. Cho số điện thoại luôn nè. Chị em mình lên cả số điện thoại luôn dùng nguyên nhé. À, có chị ơi, có cả 35kg có đây chị ơi, Kim Khánh Lê bị ẩn à. Chị nào lấy caro kèm size luôn dùng nguyên nhá, bao đẹp luôn. Đây là kiểu của nó là kiểu rất vai như thế này. Hàng này chị em mình đi vào siêu thị mua trăm mấy chị em mình tiếc không mua. Hàng này Nguyên đang lên luôn chị em mình là size 90, còn lẻ size Nguyên lên nó luôn chị em mình 75k. Thấy rồi chị ơi, à, caro 35 cho chị Ngô Ngô Xuân Phượng. 35 cho Ngô Ngô Xuân Phượng. 75k nốt luôn, Ngô Ngô Xuân Phượng này chị. Ngô Ngô Xuân Phượng. Ngô Ngô Xuân Phượng này. Em thấy chị Thu Thảo rồi chị ơi. 35 em hết, 35 em hết nhé. Còn 32 và 30. 30 quay đầu và 32 quay đầu cho mã caro. Còn hai cái caro thôi. 35 nguyên hết nhé. Có thun bé trai không chị ơi? Bé trai thì là nguyên bộ. Hàng nguyên bộ chứ không có hàng lẻ. Hiện tại em không có hàng lẻ. Rồi ai chưa có mã này đây luôn dùng mã caro luôn dùng nguyên. Nguyên còn 32kg quay đầu và 35kg quay đầu. Cái này Nguyên đang còn hai cái. 1, 2, 3. Tặng 49k nốt luôn. Tặng 49k nốt luôn. Nhưng mà toàn size nhỏ. Size 15kg quay đầu nè. Size 15, 16 nè. Nói chung là 15, 16kg. Hàng này là hàng của nó là hàng 209.000. Tặng 49k nốt luôn. Được chưa? Nhưng mà còn size 14, 15kg thôi. Đây lưu dưỡng mã này. Dặn đuôi cá này. Chữ đi chị nào đó chữ 49. Toàn bộ là hàng một hãng hết nè. Hàng này chị em mình đi vô siêu thị mua giá khá là cao. Trước mặt 49 luôn dùng nguyên 35 em hết. 32 cho chị Nguyệt Nguyễn luôn nè. 32 cho chị Nguyệt Nguyễn giùm em. 75 nhá, 75 luôn đi. Nguyệt Nguyễn nè. Caro hả chị ơi, em còn bị ẩn comment Nguyên ơi à. Kim Khánh Lê không thấy luôn chị ơi. Lên mã 49k luôn dùng Nguyên nhá. Cái đó là thun cốt tông 30 đây, cu tay chưa. Cu tay chưa, cái này về trẻ mình tự cọc dây lại. Cái này nơ này tự cọc dây lại nhá. 75k luôn đi cho nó gọn. Đây. Rồi chị nào chưa có lên luôn dưỡng mã caro C32kg. Mã này ba cái nặng lên chạy mình 49k luôn.
toàn bộ là size 14 15 kg hết. Toàn bộ là hàng 200 209.000. Cái này thì bán tặng luôn cho chị em mình, tại vì nguyên còn size nhỏ nhỏ này. Còn ba con size nhỏ nhỏ này bán tặng luôn cho chị em mình, nó cho nó hết. Cô nó gọn cái mã này luôn. Ai lấy mã 49 lấy mã 49 luôn nha nhé. Đây là bao nhiêu ký? 30 ký, còn 30. Số 90 là 30 ký. 90 là 30. Caro hết rồi nhé. 15 ca 49. Ok chị Nguyễn Thị Hằng. Caro 35 hết rồi. Cho chị Nguyễn Thị Hằng cái này. Nguyễn Thị Hằng cái này 49k. Caro hết rồi em ơi. Caro hết rồi. Ủa, Phạm còn, Hương. Còn cái nó sẽ 30 ký rồi. Nó 25 ký. Cái này cho chị Nguyễn Thị Hằng. Ok cho chị Nguyễn Thị Hằng. Rồi tiếp luôn chị Nguyên. Nguyễn Thị Hằng 49 phải không? 49k. Giờ nó còn lẻ tại sao? Đây 25 cái này. Ui. Ui ui ui. Phạm Hương ơi. 25 ngay cái này luôn. Hàng này cũng 159.000. Trời ơi Phạm Hương ơi, bắt ngay con này. Xinh quá. 75k luôn. Xinh quá này. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này 25 kg dùng nguyên nhé. 25. Chị nào lấy 25 kg lên 25 kg luôn dùng nguyên nhé. Chốt lên mã 25 kg luôn dùng nguyên. Cái đuôi cá nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này là bao nhiêu vậy? 75k luôn. 75k luôn. Ai lấy đuôi cá lên đuôi cá luôn dùng nguyên nhé. Bao xịn sò luôn. 25 kg, 25 đến 28 kg là chốt đẹp cái mã đuôi cá. Trò lên luôn dưỡng này. Hắn tặng nó luôn cho dễ mình cái này luôn. 32 kg này. Cái 32 kg và cái 37 kg. Cái này 37 40 kg vẫn mang ok. Hàng tác con này là 159.000, cái này đã vô siêu thị rồi nè. Cái này Nguyễn Thảo lấy 735 kg này. Cái này có 35 37 nè. Hello chị Trâm Như nè. Đây nha, cái này Nguyên có 37 kg quay đầu. Và một con size dành cho bé nhà mình 32 kg quay đầu. Còn đúng được hai con. Chị nào lấy cái này lên chung mã cam chắc mà không đã nhận hàng về không xịn cho chị em mình quay đầu luôn nhá. 75k luôn. Lâu rồi mới lên hàng bé nè. À không, em không nhá chị ơi. Hồng 25 cho Bảo Trăng, hồi nãy cho Bảo Trăng. Rồi lên luôn dùng mã cam, cam 37 và cam 30. 37 Nguyên đọc cái số ký này là số ký quay đầu Bảo Trăng chị. Toàn bộ cái này là Nguyên đọc cho chị em là số ký quay đầu nhá, để ý luôn dùng nguyên nhá. Chút lên cam luôn dùng nguyên. Bé em không thích cái đấy là khổ à. Này, con nó đẹp, con nó cute. Cái này xinh nè. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên, mã này là mã cam luôn dùng 37 ký quay đầu và 30 quay đầu. Sai gì? 37 kg cam. 37 đây. 37 kg nè. Rồi còn 32 kg, chị nào lấy 32 lên 32 luôn dùng nguyên nhé. Cà cái này cute. Cái này nhím mai cũng vừa nè. Sai bé nhà mình 14 kg, nhím chặt, bữa nay nhím 17 kg rồi. Sai 14 kg nè. Cái này cũng có 75 rồi. Hàng này toàn bộ hàng trăm mốt, nhiều mã hàng trăm mốt luôn ấy. Nhưng mà giờ em còn lại sai cam 32 cho chị Nguyễn Trâm. Có chị ơi. Có lên bé trai cho em lên đang xem. Toàn bộ hàng 90 nè, hàng trăm mốt nè. Nhưng mà cái này Nguyên bán tặng trên like. Lẽ sai bán tặng trên like, còn chị em mình bình thường chốt hỏi không chốt giá này nha. Lưu ý giá này em bán trên like cho nó khỏe. Tay 14 kg. Này của ta chưa à? 14 kg. Anh thấy con này 159.000. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã 14 kg. Chị nào lấy váy hoa 14 kg, hoa 14 nha. Cam 37 em hết rồi. Hoa 14 để lên cho chị em mình cọc bé gái nữa rồi chuyển qua bé trai nha. 14 cho em cọc bé trai. Chị nào lấy 14 lấy 14 luôn dùng nguyên cái mã mấy mã cá sấu, mấy mã hương đó chị kìa. Đây này em theo cái tay em chỉ nè. Đây cọc trên ấy. Đây. Rồi bỏ lại trên. Mã này lên luôn chung mã bé 14 hoa cho Bảo Nhi nè, cho Bảo Nhi. Từ cho em lên hết cọc này để lên bé trai cho Bảo Nhi. Cái này ở trên nó mình còn con nữa nè. Thực sự ra đã sắm chỗ ra để treo lên rồi. Mà đợt này dịch giả cái thôi đâu có treo đâu. Trời ơi 37kg. Ai bắt ngay con này. 37 và 35. Ui con này mà không bắt thôi nhá. Chị em mình lên nhà không có giá này nha. Toàn bộ chị em mình lên nhà không bán giá này nha. Bán tặng trên like thôi đấy. Hàng này cũng 159.000. Trời ơi 37kg. Chị nào lấy này 37kg và 35kg có hai con. Chị nào lấy cái này lên chung mã vàng đi. Vàng 37 và vàng 35. 35 cho Hùng Phụng. Rồi 37 dùng nguyên nhé. 37 Nguyên còn 37. Ai đó 37 lên 37 luôn dùng nguyên nhé. Bé trai em sắp lên rồi chị ơi. Em sắp lên chờ em xíu xíu nhé. Trời ơi chắc nó đã nè. Khách cũ. Khách cũ chị. Rồi lên luôn dùng mã vàng 37. Vàng 37 không đẹp không cute cho chị em mình quay đầu nha.
37 cho chị Kim Khánh Lê này. Kim Khánh Lê. Cái bộ này là bộ 90 nè. Bộ này đúng bộ 90 đúng không? Bán tặng cho chị em 79k luôn. Bộ 90 size 25 28 này. Bộ này bộ 90 size 25 đến 28 tí. Cũng còn đấy, này mình còn được vài bộ. Bán tặng nó luôn cho chị em mình 79k. Chị nào lấy cái này lên chung mã bộ 25 28. Chào ơi. Size 14 kg. Size 14 kg 75k nót luôn. Những cái mã hàng mới này đẹp quá. Bộ này là bộ 90, khách nhà Nguyên lên nhà mua 5 bộ bán là bộ 90. Bán tặng luôn cho chị em mình, giờ nó lẻ size lẻ số ra rồi. Rồi lên luôn giùm cái này nhá. Comment mã caro vàng. Size cho bé 14 kg đổ về. Caro vàng 14 kg. Bộ kìa, bộ 25 cho Phạm Hương kìa chị kìa. Không có con gái, đồ đẹp lắm à. Xíu nữa đem bé trai. Trời ơi, cái này cô ta chưa. Để coi cái tác hàng con này là bao nhiêu tiền. Con này cũng 159.000. Chốt lên mã này là mã caro vàng. Cái này cô ta nè, size 14kg. Đang lên đồ bộ bé gái đây, như băng vậy. Hả, thì đang lên bé gái mà. 14kg nè. 14, 14, cái này ghi 14 giùm em nhé. Bé gái, đi em, đây bé gái mà. 15kg nè. 14 và 15kg lên 75k nốt luôn. Còn hai bộ 14 và 15. Cái này Nguyên ngại up lên lắm. Tại vì nó lẻ sai lẻ số. Mẫu có cái hai cái à. Nên là rất là khó. Chị nào lấy cái này 14, cái này 15 chị. 14, 15. Ủa cái này ri nhỏ rồi. Ri nhỏ rồi. Ri nhỏ rồi. Có một bộ này to to xíu nè. Xe 30kg nè. Đủ cu te chưa? 75k nó, chị nào lấy hồng 30. 15 là cái sau nha. Cho Bảo Nhi. Bộ 32 đến 34 có đấy chị ơi. Rồi lên luôn những mã này mã 30. Hồng 30, Nguyên đọc cái số ký toàn bộ là cái số ký quay đầu nha chị em mình đi. 15 hết rồi còn 14 thôi. Còn 14 ấy chị ơi, còn 14 đấy. Bộ bé gái 17 chờ em xíu. 14 15 được ấy chị Ngọc Nguyên, cái nó đều được hết đấy. Được luôn. Ừ. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Comment mã xe 30. Trời ơi thun nó đẹp. Thun nó đẹp. Chốt mã này là mã xe 30 nha. 30kg đổ về á, trẻ mình lên luôn dùng nguyên mã này. 75k nốt đi. Xe 30 nha. Rồi lên luôn dùng mã trắng 15. Trắng 15 cô ta chưa à. Trắng 15 nè. Xe 30 nè. Cái này trắng 15 nè. Caro vàng hết rồi. Rồi mã này cũng 15kg luôn. Cái này cũng 15kg, chị nào lấy mã này lên chung mã 15 trắng, 15 hồng và 30 hồng. Được chưa, còn 3 cái. Rồi set. Set này là set 105 nè. Số nhỏ là 105, số lớn là 101. Caro vàng hết rồi mà. Lên luôn cho chị em mình set này luôn. Nguyên set nha, 75k luôn đi. Trời ơi, chị em mình chẳng mua áo phụng phụng kìa. Hả? Chị em mình mua cái set này, Nguyên nói thật sự là riêng cái áo không đã hơn cái giá 75.000 rồi. Nè. Set này từ 25 đến 28kg nè. Lên luôn dựng mã set 25 đến 28kg, đẹp chưa? 75k nốt luôn, chị nào lấy set lên set luôn dựng Nguyên nhé, set này cũng tay lắm. Chúc lên set nha. Set nè, chị nào lấy set lên set luôn dựng Nguyên nhé. 70, chị ơi. Chị bóc giùm em mấy cái bộ xí nhỏ nó bán tặng nè. Bộ đầu tiên này với bộ sắc nách màu dâu nữa kìa. Lên luôn dựng mã này là mã xét dùng Nguyên nhá. Xét. Còn trắng rồi nhá. Caro vàng em hết rồi. Cái này xét này 25 28. Xét này 25 28. Là 7 hả? Bên kia chị kìa. Cái sắc nách hồng này nè 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 nè. Còn keo chưa tháo xuống hết. Đấy. Thôi được rồi, đó. Cái này cái đó luôn. Rồi xét 30, 25 28 và 30. Xét 25, 28 và 30. Nhiều lắm chị em mình ơi. Hàng lẻ thì đầy. Hàng lẻ thì đầy. Nguyên xét này mà không bán cho chị em mình là giá bao nhiêu tiền? 75k gọn luôn. 25, 28 quay đầu và 30kg quay đầu chị em mình chốt. Xét 30 này. 30 cho Bảo Ngọc Trần. 30 này. Bảo Ngọc Trần. Bảo Ngọc Trần lên thông tin cho em nhé. Xét bé hoa vàng. Nãy chị chụp còn không? Xét bé hoa vàng còn. Còn đã lên hết đâu, từ từ chứ. Bảo Ngọc Trần cho thông tin lên thông tin cho em nha.
Cái này lên chị em mình 79k luôn. Size 32. Size 32. Trời ơi. Hàng này hàng 160. Nguyên tiền nguyên đang sale là 90. Cái này mà toàn bộ em bán sẵn trên live thôi nha. Lưu ý giá này em bán trên live thôi nha. Size này là dành cho bé 32kg quay đầu nhé. 32kg quay đầu lên mã vải 75 size 32. 75 size 32 để lên ít bé trai này. Cái này còn ít lên luôn cho chị em mình luôn. Nót luôn cho chị em mình này 69k luôn. Lên ít bé trai nhé. Cái bộ hương này cũ te lắm này. Coi ở dưới còn bộ hương cho em lên hết bộ hương của bé trai chị này. Bộ hương bé trai này còn cho em lên 69k luôn. Bộ 32 32 còn không? Size 32. Từ từ. 32 là cái gì ta? 32 mới vừa xong lên này cho chị Hồng Phụng này. Cho chị Hồng Phụng này. À nhầm, không phải, cho chị Võ Ngọc Anh. Cái này cho chị Võ Ngọc Anh. Đem bóc cho chị. Đây này, đây này, đây này em chỉ cho tay em này. Đây bên cái xám xám có một cọc kìa. Đấy là sách hương. Cái này cho chị vợ Nguyễn Ngọc Anh này. Võ Ngọc Anh này. Võ Ngọc Anh này. Rồi lên bán tặng luôn cho chị em mình. Mấy sách này với giá 69k nốt luôn. Cá sấu rồi hương này. Trời ơi cái này bao nhiêu tan. Rồi lên luôn dưỡng mã này mã hương 18. 18kg đổ về nha, 69k gọn luôn. Chị nào lấy mã món này lên chung mã hưu ca, hưu xám 18kg 69k 65k nốt luôn. 65k luôn. 65k nốt nha. Bộ bé gái phía sau em bao nhiêu cân vừa? Cái này lên mã 49k luôn. Cái này 30kg là cao thế. 30kg caro nó caro 30. Caro 30 nè. 75k nè. Caro hồng này 30kg nè chị em mình ơi. Ai lấy caro hồng lên caro hồng luôn dùng đi nè. Này xinh nè. 30kg đây. Rất vai nè. Cái này cute nè. Ai lấy caro hồng 30 lên caro hồng 30 luôn dùng đi nè. 220. Bộ bèo với hồng là bộ nào? Em đều đọc cái số ký mà chị ơi. Mã nào em cũng đọc số ký hết đấy. Áo rượu đâu giờ mà còn chị lo nghĩ thôi. Sách này của ta này xịn hơn cả hàng Kit Moon này. Sách này cũng lên luôn chị em mình mạnh 50k luôn. Size bé nhà mình 13-14kg độ về. 13-14kg độ về nhá. Cái này xịn hơn cả hàng Kit Moon 50k luôn. Chị nào lấy cái này lên. Tại vì nó lẻ. Cái cầm size nhỏ quá còn có bộ 13-14. Rồi cái này lên luôn dương mã hưu 18kg độ về. Lên luôn chị em mình mã này là 65k luôn. Hưu xám 18. Bé trai này chị đang hỏi bé trai lên nhanh tay nhé. Hưu xám 18 này. Xe này. Xe này lên luôn chị em mình mã 69k luôn này. Xe 22 này. Xe vàng 20-22kg. Trời ơi. Chắc này bao mê luôn. Mã này đúng mã 90 không? Đúng mã 90 không? Tặng luôn cho chị em mình cái này 69k luôn. 69k luôn. Chị nào lấy xe vàng 50k là cái gì? 50k là cái này. 50k là cái nào? Lên Phạm Hương. Lên mã xe vàng luôn dùng nguyên. Xe vàng xe 22. Xe vàng 22. Chị nào lấy xe vàng lên xe vàng luôn dùng nguyên. Xe vàng cho chị Trần Hồng lên. Bộ áo trắng quần hồng là cái này. Mã này á. Mã này đúng không? Mã này xe cho bé 16kg. Xe cho bé 16kg cái nặng lên chị mình 75k. Chị nào lấy cái này lên chung mã nách. Xe vàng hết nhé. Xe vàng hết nhé. Đầm còn 35kg. Còn ấy chị Nguyễn Thảo ơi, em còn nhiều lắm luôn. Em chưa lên hết đâu. Đã lên hết đâu. Cái này xây cho bé 16kg quay đầu. 75k 69k 75. Cái này 75k này. Rồi lên mã xe vàng này xây mấy này. 15kg quay đầu. Xe vàng 15kg quay đầu 69k. Xe vàng 15kg quay đầu. Nha ông lên luôn cho em mình này giá 69k xe vàng. Xe vàng. Chị ơi, mã hương 69. Á à, quên. Thôi bỏ của chị ra đi chốt cho người khác đi chị. Cái mã xe vàng chị. Nghe lại dừng nguyên. Mã này 65. Mã xe 69. Bỏ đi, bỏ cho người khác đi. Trời ơi, 65 với 69 mà còn ấy. Bỏ nha, em chốt cho người khác nha chị ơi. Áo mang màu đen. Em hết rồi chị Huyền Nguyễn ơi. Bộ xám là xe 18 chị nhá. Riêng cái mã hương nặng lên chị mình 65 này. Xe lên chị mình 69 nghìn. Để luôn dùng nguyên cái ký nha. À, cái số tiền nha. Xe 15kg. Lên mã xe vàng 15kg 69.000. Xe vàng nhá. Xe vàng 20 con vừa nhá.
20 người ta đã chốt rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã hươu xanh. Không em bỏ cho người khác rồi chợ. 17 kg. Nghe rõ dùng Nguyên chứ không mà đến lúc chốt đơn lại bảo Nguyên la giá này. Cái này là 65, hươu là 65. Cho là Nguyên nó la giá này mà chốt đơn giá khác rất là mệt luôn. Rồi 17 kg. Trời ơi hươu. Cô ta chưa à? Lên mã hươu xanh nhá. Cái này may hẳn một tấm vải này nè. Hươu xanh 65 luôn. Hươu xanh 65. Hươu xanh này size 17 kg nè. Dâu trắng 15 nè. 75. Dâu trắng cho nấm lượng nó. Rồi lên luôn dùng mã hưu xanh size 17. 65k. Hưu vàng size 17 luôn. Hưu vàng này cũng size 17 nhá, 65k. Lên luôn dùng mã này là mã hưu xanh size 18. 18 quay đầu cũng đập toàn số ký quay đầu hết 65k hết nhá. 65k hết. Dâu trắng hết nhá. Quần riêng bé trai em đang không. Nam 35 em có nhưng mà từ từ chờ em xíu xíu. Rồi lên luôn dựng mã cá 6 size 14. Cá 6 14 kg quay đầu 65. 18 thôi. Chị nào lấy xanh 18 lấy xanh 18. Xanh cho Hiền Vi nè. Hương xanh nè. Hương xanh mấy ký? Lên lại giùm em. Nói chị Hiền lên Vi lại. Cho lại số ký đi Hiền Vi. Chị ơi, hương xanh 18 cho chị Hiền Vi không lên số ký chịu luôn. Hương xanh 18 cho Bing Bo nè. 18 cho Bing Bo nè. 18 cho Bing Bo luôn dùm em. Còn này 17. Tại vì xanh nhiều quá. Chị mình nên kèm số ký để khỏi bị nhầm nhá. Rồi hưu 18. Hưu này hưu 18 này chị mình lấy số ký đi. Hưu là 65 còn xe là 69. Ừ. 17 cái này chị Hiền Vi vừa nè. Bé vừa nè. Chị mình lấy số ký không lấy số ký. Rồi 17 18, còn 17 18 thôi. Chị nào lấy xanh 17 18 nè. Xanh 16 nè, còn hưu đấy. Ai lấy hưu lên hưu luôn cho Nguyên nhé. Còn cả hưu xám này nữa. Ôi bên này là hưu nhiều nè. Anh Nguyên đang mang hết rồi. Trời ơi cái màu xanh này lên luôn dùng màu xanh lạ đi xem 16 quay đầu. Màu xanh này đẹp chưa? Chị em mình lấy số ký á, không lấy số ký là Nguyên chịu luôn. Hưu xanh 17 ký còn không? Đây cái này chị Nguyễn Thị Tú được. Rồi mai em like rồi nha chị ơi. À em đang mang hết rồi. Vàng 18 tí nè. Vàng 18 tí có cái nào vàng 18 tí không? Vàng này vàng 16, 17. Không có vàng 18 đâu. Rồi lên luôn dùng mã xanh lạ dùng em. Xanh lạ nha. 65. Xanh lạ này size gì đây? Size 16 kg nè. Qua một lượt cái này nhé. Lên mấy trai mà sao lại chậm thế. Vàng cái này bỏ riêng ra này. Cái này lỗi xíu. Cái này bán tặng trẻ mình về giặt dùng em. Để toàn bao giờ xíu này. Nha. Cái này trẻ mình về xử lý dùng em nhé. Size 22 này. Size 22 này. Cái này lên trẻ mình mã 50 đi. Cái này trẻ mình về giặt dùng em nhé. Size 22. Có cả size lớn đó chị em chưa lên thôi. Còn nhiều lắm em chưa lên. À em đang mang hết sạch rồi chị ơi. Chờ những đợt hàng sau. 50 chị Thương Tina này. Thương Tina này. Cái nó bị dơ nhá. 22 mã 65k này. Quay 69 sorry. Mã này 69k. Chị nào lấy xe 22 nhá. Xe 22. Mã 50 hết rồi. Lấy sắc nắp còn chị ơi. Tí xíu em lên sau. 13 có. 13 thì lấy 10, 15 quay đầu chứ chính xác 13 cũng có. Xe cho chị Thương Tina. Mình đi à. À Thương Tini. Em không nhé chị Dung quén nhé. Cái này cho ai? Cái này chị về Thương Tini đấy. Thương Tini rồi. Xe tiếp à? Cái mã hồi nãy khác mà. Cái này 14kg quay đầu chị em mình tầm 12-13kg chị em mình chốt được. Cái vì size này size nhỏ nhất rồi nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã hưu vàng 14kg 65k hưu vàng 14. Ai lấy hưu vàng 14 lên hưu vàng. Còn một cái này 14-15 thôi. Để hôm nào có khách xe chốt xe nhỏ nhỏ đi. Cái này toàn 14-15. Cả cá 6 này. 17 có không? Có. Cho Nguyễn Trâm một cái 17 vàng. 17 vàng à? Hưu vàng. 17 hưu vàng.
Rồi nha, chị nào chưa có những cái mã này toàn bộ xe ô, cái này xe bự nè. Cái này cũng lên cho dẹ mình luôn. 75k. Xe 35kg độ về. Riêng con quần nó thật sự là một cái dạng quần kaki gặp lai cái này dẹ mình mua bè nhắc bao nhiêu tiền rồi. 100, 101, 102 chưa? Chị có lấy 35kg. Trời, 35kg nguyên set này nè. Bé trai nhá, quần của nó là dạng cái này về chị em mình mix áo gì cũng được. Riêng cho bé mất mix áo gì cũng được rồi nè. Đây là chị em mình 75k size 35kg. Chị nào lấy gấu xám size 35kg 75k. Cho em cái bao cam qua đây đi chị. Cho em cái bao cam like xong bỏ xuống đây rồi hồi trưa đi sao. Bao cam á chị. Bao cam sọc cái kia. Có sám 35. Nguyên ơi bị ảnh cà me nè. Có sám cho chị Thùy Trang ở dưới rồi. Con có sám 75k. Mấy cái mãi gấu này đẹp quá. Hàng này toàn bộ là hàng 95 không ý. Giờ nó lẻ sai lẻ số. Đúng rồi chị. Sai 18kg nè. Nguyên nói riêng con quần này không chị em mình mua tiền trăm rồi. Riêng quần không chị em mình mua tiền trăm rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã gấu vàng size 18. Gấu vàng size 18 nhé. 75k. Gấu vàng size 18 75. 75k em sale luôn 75k luôn. Còn size nhà size lại lại ta. Không đủ ri đâu. Sale luôn nó 75k đi. Rồi ai lấy vàng size 18 lên vàng 18 này. Vàng 22 này. Vàng 22 nhé. 75k nốt luôn. Có, Thùy Trang được một gấu. Thùy Trang gấu xám rồi. Vàng 18, vàng 22 này. Vàng size 14 quay đầu này. Có vàng cho Bibo. Kèm số ký đi trẻ mình ơi. Vàng 18 cho Bibo. Trẻ mình lên kèm số ký luôn dùng nguyên nhá. Rồi vàng 22 này. Vàng 14 quay đầu này. Vàng 15 quay đầu này. Đấy còn được từng này con vàng. Chị nào lấy vàng gấu vàng nữa lên gấu vàng luôn dùng nguyên nhá. Vàng 22 cho chị Tú Cẩm nè. Tú Cẩm nè. Đây nè, Tú Cẩm nè. 75 luôn nha. Trời ơi. Đúng không? Set này là set bán 90 đúng không? Size cho bé nhà mình 22. Lên mã chữ trắng luôn dùng đi nha, 75. Ai lấy chữ trắng 75 lên chữ trắng 75. Vàng 20 em hết rồi. Thùy Trang chị cái áo hôm trước đi đơn luôn chị nha. Để em kiểm tra nhé, lâu quá là nhà em xả đơn hết, không giữ đợt này là nhà em không giữ đơn nữa. Em nói trước, chị nào cảm thấy mua hàng được thì chị em mình chốt nhé. Đấy. Hàng này hàng 95 mà, size 22. Chốt mã chữ trắng dùng nguyên nhé. Comment mã chữ trắng size 22 lên luôn dùng nguyên nè. 75k. Trắng cho Nguyễn Thị Tú nè. Rồi lên luôn dùng mã gái size 18 nè, 75k luôn. Gái size 18, 75k. Chị nào lấy gái lên gái 18. Trời ơi, nhện nè. Nhện siêu nhân nhện nè. Nhện xanh xây cho bé nhà mình 15-16. Chữ trắng 22 còn không có. Chị nào lấy nhện xanh xây cho bé nhà mình 15-16kg 75k luôn. Nhện xanh nè, đây nè chữ trắng còn cái nè xây 18 nè. Chữ trắng còn cái xây 18 nè. Chị nào lấy chữ trắng xây 18 lên chữ trắng xây 18 luôn dùng yên nhé. Ôi hết pin trời ơi. Hết pin nhật trời. Gái cho chị Minh Phương Lê. Gái cho Minh Phương Lê. Chị Duyên vứt dùm cái sợi dây sạc ngay chỗ chân chị Duyên ra dùm em với. Minh Phương Lê gái chị. Nhện xanh 22. Nhện xanh 22 đâu. Nhện xanh 22 đây. Cho chị Hăng Gia lên thông tin. Hăng Gia lên thông tin cho em nhé. Quá đẹp luôn. Rồi cái này lên chung mã chữ trắng size 18. Chữ trắng 18, chị nào lấy chữ trắng 18 lên chữ trắng 18 luôn dùng nguyên nha. Comment lên chữ trắng 18. Rồi, lên luôn dùng mã túi size 32. Hăng Gia cho xin thông tin. Chị Hăng Gia lên thông tin đi chị ơi. Hàng 155.000. Rồi lên luôn dùng mã túi, cái này cute lắm nè, size 18kg đổ về. 18 đổ về, nhầm lộn. Size 32 đổ về. Cái này 32 đổ về nha chị em mình ơi. Lên luôn cho chị em mình mã này. 75. Size này là 32 đổ về. Chữ trắng 75k.
trắng da. Thanh da. Thanh da. Đây thông tin cho em nha. Rồi 32, chốt mã túi 32. Comment mã túi 32, chị nào lấy túi 32 lên túi 32 dùng nguyên nhé. Túi 32 kg đổ về. Thanh da cho xin thông tin đi. Cắm em chị, cắm lên. Ra đến 2 giờ thôi chị em nhé. Rồi cho em lên cặp, cặp nó bé trai bé gái. Đây nè, bé sát này chị. Đây, sát đây đúng không? Dưỡng Nguyễn hỏi sát này đúng không? Chà ơi, riêng cái áo này không chị em mình mua tiền 70-80 nghìn rồi. Cái này là quần váy nha, may quần dài như thế này nè. Rồi lên lưu dưỡng mã này làm hỏa sát. Xây cho bé nhà mình 16 kg độ về. 16 kg đổ về, lên luôn dùng nguyên mã sát, luôn dùng nguyên nhá. Đẹp chưa? 16 đổ về, cái này là dạng quần váy. Cái này cute quá. Cái này túi 32 là thế nào? Hả? Túi 32. Túi 32 đây chị. Trời ơi, 16 kg vậy mình mắc ngay cái set này đi. 75 luôn. Set 16, 17 kg. 75k. Ai lấy set, lên set luôn dùng nguyên nè. Túi 32 mét rồi. Sát nách không trên trên nha. 32, 35 bé gái có hết. Nhưng mà nó thật sự là giờ em lên lộn xộn. Cái giờ đã giờ nó lẻ sai ra mà chị em mình bảo tiền size to không lên nó khó lắm. Em lên đúng cái size nào chị em mình chốt. Size 13, 14 kg nè. Ôi trời ơi. Cái váy này không chị em mình mua hơn 75k chưa? Quyên nói thật luôn. Nha, lên luôn những này 13, 14, 15 kg. Nguyễn Thị Duyên cho set 16 kg. Set 16 nè. Set 16 nè. Rồi nè. 14, 15 kg. Trời ơi, cái này phát luôn đi chị em mình ơi. Cái này đẹp quá. 14, 15. Chị nào lấy 14, 15. 16 hết rồi. 14, 15 đi. Ai lấy 14, 15 lên set 14, 15 luôn dùng đi. Rồi. Đây là set này cho Bảo Nhi. Rồi set này 22. Set 22 luôn dùng đi nhá. Trời ơi. Riêng nói là riêng một con áo. Bằng một con quần không là chị em mình không mua được giá này rồi. Nha, mà lên nuôi trẻ mình nguyên xét 16 hết rồi. Nha, chốt lên nuôi dưỡng mã này 22. Còn 14, 15 thôi. 22, chốt mã xét 20-22 tí là bé mang đẹp cái xét này nè. Toàn bộ ở trong là quần của nó là quần dạng quần dài như thế này nè. Dài và giãn nhé. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này đi. Xét 22 nhé. Phương Nga. Phương Nga. Phương Nga. Rồi, đi kiếm ít cái giá nữa đi. Cái chai này chẳng chị em mình đi cầu cái chai nhưng mà cái chai đang chẳng quá. Chà ơi. À, có sắc nắp bé trai đây. Sắc nắp bé trai đây, có được máy cọc nè. Máy bộ nè. Lên nha. Cái đó 25 kg. Không, hàng 90 đây chị em mình, để nói luôn cho chị em mình 79k nhé. Cái này Nguyên bán trên live thôi nha, nói trước bán trên live thôi. Ê, sắc nắp một màu vô kìa. 39kg ngon, 38kg. Cái này bự lắm. Trời ơi. Cái hàng này Nguyên bán size này là size 45kg nè. 45kg nè, lên luôn dùng mã 85 đi. Tiếc lắm, hàng Tây Đại này đi nhập vô giá rất là cao. Xét 14kg còn. Xét 14kg còn. Tôi mang viện. Chị em anh này 45kg luôn dùng nguyên nè. Đây mã 45 nhắn lên cho chị em 85k luôn. Rồi hàng Tây Đại này giá lên nhập về cho chị em giá khá là cao. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này lên cho mã 45kg, 85k. 45kg. Bộ 20 là cái chi đấy xương thu, cái chi đó trinh trinh. Cái gì đây? Lên luôn dưỡng mã này, bỏ riêng cái mã này ra luôn giùm em. Không Nguyễn Bu ơi, cái này bỏ riêng, hồi sáng cái anh vô họ 40 mấy ký kìa. Ha, đúng không? Anh đi rồi. Nhà bên đi chứ đâu. Hả. Nhà ông bên ngã tư nữa chứ đâu. Hả. Mua đồ đi con.
hàng này cọc này xây đại hết ấy. Còn bộ cọc này hàng xây đại thôi. Xây 50kg hết chị em mình ơi. Cái này cũng xây đại bỏ lại này chị. Xây đại hàng đắt hơn. Rồi xây 35kg. Nên lên chị em mình 79k, 75k luôn đi. Cái này 35kg nè. Hàng này là hàng 90k đúng không? Chị em mình mua là 90k hết ấy. Giờ nó lẻ sai lại số ra mà còn xây bự nữa sướng nè. 35kg. 35kg lên mã 79. 24x 35 đây chị ơi. Bộ kiểu gì đang lai hả không? 45kg. 45kg mã đầu tiên ấy, thả xuống ra nữa. Ừ. Mã này 35. 35kg. 35kg chị nào lấy 35 lên 35. 50kg mà có lấy không kìa. Chị lấy cái số 16, 17 hồi nãy cầm cái số nó số mấy chị? Chị đang cầm là số mấy? Ở trong cái tát ấy. Ở trong cái tát áo này chị nè. Cái này cái chỗ này nè. Mười sáu mười bảy là 50kg rồi. Hồi nãy cái 14, 15 ấy, cái trước em bỏ số 14, 15 ấy mới là 45kg. Thì khách chốt cái để đi chặt còn lòi ra để cho đây 13, 14. Ừ. Rồi, cho chị hồi. Để cái size cho chị Nguyễn Thị Tú. Cái này 35kg nè. Bán rồi chị ơi. Bộ kiểu đang like nha chị. Nhưng mà không có 20kg. Cái này toàn size bự thôi. Còn xây đại thôi, như mã này xây đại này chị nè. Chị có mã xe nè, xây nhỏ này nè. Hai lăm ký nè. Nguyên còn 25 và 35kg. Hai cái 25kg quay, 25 đến 28. Và 35kg quay đầu, còn hai bộ. Ai chưa có thì lên. Ai chưa có thì lên, hàng lẻ đầy luôn ấy. Mà không có thời gian tiêu. Là hàng bé cực quá. Nguyễn Thị Tú lấy bộ 50. Bộ sau á, số xanh 16, 17 chị. Trời ơi. Trời ơi. Ai nhanh tay thì có nha. 32kg quay đầu chị em mình nhìn nè. Toàn bộ cái này là theo hết. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm chị em mình ơi. 32kg quay đầu. Cái này lên chị em mình 75k luôn. 32kg quay đầu lên 75k bộ luôn. Ai lấy cái này thì lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Mã này lên cho mã theo 32kg quay đầu và 30 quay đầu còn được 2 con. Chốt lên mã theo luôn dùng nguyên nhá. Comment lên theo luôn dùng nguyên. 35 quay, à quên, 32 quay đầu và 30 quay đầu. Cái này xinh lắm. Còn 30 quay đầu. Còn 30 nha. 30 cho chị Vũ Thị Ngọc Lan. Vâng thì đó hoa sao rồi. Vũ Thị Ngọc Lan. Rồi chốt lên mã lưới dùng nguyên 16. Lưới 16, ai lấy lưới 16 lên lưới 16. Hàng tác con này là 145.000. Lưới 16, chị nào lấy lưới 16 lên lưới 16 luôn dùng nguyên nhá. Comment mã lưới 16. Rồi lại một con này xinh. 16kg luôn, cái này toàn bộ là theo hết này. Con này chắc của nó là đủ tơ nha. Này là theo hết toàn bộ này, 16kg tranh thủ phát con này này chị em mình. Trời, bằng giá hàng chợ chứ mấy. Mua con váy giờ bằng váy hàng chợ chứ bao nhiêu. Lên luôn cho chị em mình con này luôn, theo đằng sau nhá. Chị nào lấy cái này lên chung mã này, đuôi cá ở dưới này. Chị nào lấy mã 16 lưới và 16kg một kem, hai cái. 16kg hồng luôn. Còn một cái này 16kg quay đầu, mấy cái này nhím mang đẹp. Nhím mang vừa. Rồi nha, chị nào lấy 16 lên 30 em không? Ôi tiếc quá à. Không chị ơi, em bóc ngẫu nhiên thôi. Chị nào được cái nào thì được thôi. Chứ giờ em không lên theo yêu cầu nha. Em nói trước. Sao 14kg? Chứ giờ nó lộn xộn lẻ sai. Em lên cái nào chị em anh thấy á. Tại vì toàn bộ giá này là giá sale hết. Lộn xộn lẻ sai.
Rồi cái này bán tặng luôn chị em là 69k luôn. Hồng 16kg. Hồng 16 nè. Cái thanh tâm. Cái này lên chị em là 69k, hàng nào 145k nè. Size 16. Trà ơi. Xinh chưa? 16kg 69k. Chị nào lấy mã 16kg lên mã 16kg. Mã 14, 15. Hoa nhí này xinh lắm. 69k. 75k. 75 nè. Rồi chốt lên luôn dụng mã này. Comment mã hoa nhí size 16kg, 17kg nè. 16, 17 nè. Hoa nhí này size dành cho bé 14, 15 nè. Và hoa nhí này size 15, 16 nè. Toàn bộ lên cho chị em mình 69k. Con này mà nhận hàng thì chắc không đẹp cho chị em mình quay đâu. Nói chung là nó xịn sò. Hoa nhí 18kg. 18kg đó. Nó xịn sò. Mà mua được giá này ngang giá hàng chợ. 16, 17. 14, 15. Không có 18. 15, 16. Cái này mới 18 nè. Cái này đúng hàng 105, 101 không? Nguyên lên luôn cho vậy mình mã này 75k luôn, size 18kg. 18kg hả? Căng rắc. Thấy không? Chị hăng da này chị có vấn đề không chị? Chị này chị có vấn đề không? Chị báo giùm em nha. Mua xong rồi sợ không có tiền à? Ê, đúng. May mà cũng may đấy. Chặn luôn bữa sau khỏi mua nữa. Thấy chị em mình thấy có vấn đề không? Chốt đã giờ lại lên lại kinh oanh này, sao lên được kinh oanh? Không chị ơi. Bỏ vào hàng da nó lên cho em. Bỏ hàng da nó lên giùm em. Hai bộ luôn. Chị có vấn đề gì thì báo giùm em nha. Tranh nhau giờ khách không có nè. Mà may. Dạ không phải chị ơi. May đi mà đi bom về nữa là khổ đấy. 775 chị ơi, 75. Hàng nó hàng 105 và 101 cho to đấy. Rồi lên luôn cái này 15, 16kg nè. Lên mã nhí hồng nè. Chị nào lấy nhí hồng 15, 16kg lên. Nhí hồng 15, 16 con này lên luôn chị em mình là 70, 70 mấy ký. 18 không? 18 không? Đây nè, tự nhiên tranh nhau với người ta xong cái xã, chị có rảnh không? Chị có rảnh thôi, đừng có vô coi like giùm em nha. Cực lắm chị ơi. Không có cái này 18 không có chị. 18 không có. Không có luôn luôn. Tiền Nguyễn lên cho tí với. Nãy giờ mà chị có rảnh quá, chị ngủ cho nó khỏe người chị ơi. Em nói thiệt luôn ấy. Sao 18 cái chữ nè. 18 cái chữ nè. Tiện nha. Đang bán 75k đúng không? Lên mã 65k. 65k size 18. 65k size 18. Và nhẹ này size 22. 65k luôn. Tiện nha. Hàng em đã nói là hàng lẻ size lẻ số, chị ok đã chốt, còn đã chốt được rồi á, người ta có nghĩa là người ta không chốt được. Người ta phải lay đi lay về. Nhí hồng rồi cháu. Chữ 18 cho chị Phương Nga, mà hai bộ đâu phải là ít. Người ta còn không lên được bộ nào. Xanh 20 cho xanh trên, xanh lấy cho chị Phương Nga. Hàng người ta còn không chốt được. Mã nào nãy lên 65 thôi nha chị. Yến Độ lên thông tin cho em. 75 lên thông tin. Hàng em đã nói rồi, xác định hàng giờ nó lẻ sai lẻ số rồi. Chốt được cái gì thì chốt. Quân nói hàng vậy mình cứ nhận hàng. Đã mua những cái mã hàng này chưa? Đã mua những cái mã hàng này chưa? Cho em lên cái bé trai này. Cái bé trai này. Cái này cho Phương Nga hả? Không. Yến Đỗ. Chắc có đấy chị, em lộn xộn trong này. Như hồi tự nhiên đang like mà thấy chị xả là cục hứng luôn ấy. Chị em mình cảm giác ngồi đây like mới cảm thấy bực mình. Người ta like từng cái xong, chốt được xong rồi xả. Rồi lên luôn dưỡng mãi dày.
dài này, ơi còn xét nữa này, cho em xét bé gái luôn. Cảm giác chị em mình ngồi đây like, chị em mình mới cảm thấy bực mình. Cái này còn một set 30kg nữa nè. Ai lấy nhanh tay luôn, dùng 75k luôn. Còn một set thôi. Size này dành cho bé nhà mình 30kg. 30kg với hai cái set xả hồi nãy là lên hồi nãy 65 mấy chị nghe. Set 30kg này, chị nào lấy set 30kg lên set 30kg luôn dùng đi. Set 30kg nè. Gấu bao nhiêu ký? Rồi ok em lên. Cho chị Bảo Ngọc Trần xét. Bảo Ngọc Trần xét. Thế em lên lộn xộn ấy chứ. Có trai có gái đấy chị ơi. Em lên lộn xộn có trai có gái. Giờ đã là lẻ sai ra rồi thì là bắt chúng cái nào em like cái đó nha. Rồi cái này 25-28kg nè. Vân nói cứ nhận hàng về dùng nguyên. Kiên con áo này không, hoặc là con quần này không. Con quần này trẻ mình mít cái gì cũng được nè. Có thể mít áo sơ mi cho bé cũng được nè. Đấy, hàng này là dạng kaki mềm. Kaki mềm. Tôi nói là đi một set này lên 75k thì nó quá là rẻ. Tiền công may ở đâu mà còn vải xịn như thế này nữa. Hàng này toàn hàng kiên và đẩy vào các siêu thị. Tiếp lên luôn những này 25-28kg. Gấu 25-28kg lên luôn cho em mình 75.000. Gấu xe 37 nè. Gấu xe 37 nhé, 75k luôn. Ai lấy gấu xe 37 lên gấu xe 37 luôn dùng nguyên nhé. Gấu 37 nè. Rồi tiếp luôn mã gấu 35. Còn được 3 mã gấu. Ai lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Còn được 3 mã gấu, chị nào lấy tranh thủ lên gấu luôn dùng nguyên. Comment lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Chị bỏ gọn cái này vô cho gấu to Thu Thảo 30kg. 25 rồi. 30kg ra ấy. Thu Thảo gấu không. 37kg nữa nè. Thu Thảo 37. Thu Thảo 37 3. Thu Thảo khác nè. Khi Thu Thảo hai người nghe. Thu Thảo hai người là 37 chứ không có 30 rồi. Rồi. 37 kia Thu Thảo hai người nha. 37 nè. Cho Trinh Trinh nè. Trinh Trinh nè. Trinh Trinh nè. Coi có 30 không nè. 30 lấy cái này. 30 lấy cái này. Là Thu Thảo này à. Ôi ai cũng hai người hết. Từ từ. À, ghi Thu Thảo vàng. Cái này ghi Thu Thảo vàng giùm em nè. Thu Thảo vàng. Em đọc số ký hết đi chị ơi. Xét có người chốt rồi chị Phan Thị Tố Hoa ơi. 75. Cái này ghi Thu Thảo vàng. Còn 35kg. Gấu này còn 35 thôi chị em mình ơi. Chị nào lấy gấu 35 lên gấu 35. Gấu 35 nhé. Hết gấu 37. Gấu này còn 35 và hết 37 nha chị em mình ơi. Ai lấy gấu 35 lên gấu 35 luôn dùng đi. Rồi 32kg. Đây lên cho em mình con này giá 69k luôn. 32kg giá 69k. Gấu 37 hết rồi. Còn gấu 35 thôi chị em mình nữa. Thì coi cái gấu vàng nó có size 12-13. Trời ơi riêng trời này mà mang tất những con này thôi bao mát luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh size 32 69k. Xanh size 32 nha. Giờ chị có gấu 30. Có chị ơi. Nãy chị được theo. Cái này cho chị Phan Thị Tố Hoa. Trinh Trinh được một cái thôi, không có gấu 20 đâu và Trinh Trinh ơi. Cái này Phan Thị Tố Hoa 69k chị nghe. Xe 30. Đây mã lá xanh xe 30. Còn đây mã lá xanh xe 30. Chị nào lấy lá xanh hàng này hàng 159.000. Lá xanh này xe 30. Lên cho em là 69k. Ai lấy mã lá xanh đây, mã lá xanh size 30 nhá. 69k luôn dùng nguyên trời nào phát mấy con này thôi. Bao sướng luôn trẻ mình ơi. Ai lấy mã lá xanh size 30. Cho Bảo Ngọc Trần 50. Rồi lên luôn dùng mã này. Trời ơi size 37. Size 35.
cô ta chưa xe 35, chị nào lấy 35 lên 35 giúp Nguyên nhé. Comment lên mã 35 69k 35 nha. Ai lấy 35 lên 35 này. Trắng 35 giùm Nguyên nhé, cái đó trắng 35. Trắng 35, trời ơi. Cái yếm này mình còn cái kìa. Yếm này mình còn số to. Ai lấy cái này lên nhanh tay. Hàng này hàng 101 nè. Nên luôn dùng mã yếm, xe 15-16 79k luôn đi. Hàng này là hàng 101 đây, còn treo trên nó là con bự nữa kìa. Cái này yếm còn treo trên cái dãy ngồi cùng còn một con bự. Xanh 30 rồi. À, xanh 30 cho chị Thanh Tâm. Chị Nguyễn Thảo ơi, có thấy chị comment đâu. À, xanh 30 không phải. Không phải. Thấy xanh rồi còn trắng vậy ơi. Trắng, trắng này là bao nhiêu ký rồi? Lên xếp vàng nãy chụp ảnh là xếp vàng nào ta? Xếp nạ vàng nào ta? Trắng hồi nãy là 35 ký. Xếp quần rồi áo rồi hay là xếp gì? Trời ơi, lên yếm luôn, dùng nguyên cái này cute lắm nè. 79k nó. Cái này bao cute bao đẹp luôn. Sao dành cho bé nhà mình size 15-16. 15-16. Chút mà yếm luôn. 30 ký nữa nè. Ai? 30 ký rồi cho Vũ Thị Ngọc Lan hỏi. Cái này chị hỏi cái mã khác nè. Cái này còn một cái 30 ký nè. Mã rớt vai này còn 30 ký. Chị nào lấy rớt vai lên rớt vai nè. Rớt vai hồng 30 ký nè. Xinh lắm, con nào cũng thật sự. Nó là toàn mã đẹp không ấy. Nó ra toàn mã đẹp thôi. Không thấy chị Nguyễn Thảo luôn, bị ẩn á chị ơi. Bị ẩn ấy, Nguyên đã nói rồi. Bị ẩn comment nhiều và còn hàng toàn là hàng lẻ sai nữa. Chờ 25-28. Lên mã bông hồng 25-28, hàng tới 159. Mấy cái này xinh này chị em mình. Lên mã bông hồng, size từ 25 đến 28, cái là chị em mình chút đẹp nhá. Bông hồng này đẹp này. Ai lấy bông hồng lên ha, bông hồng luôn dù Nguyên. Rồi, đúng cái set này, set 9 vải. Em là 18 ký em thôi. Con nặng lên chị em mình 79 ký nữa. Cái gì chị? Yếm 15 ký. Đây nè. Con này lên nót 79 ký nha. Hàng này hàng 101 nè. Hàng này là hàng 101 nè, size 35 nè. Con hiền vô. Rồi lên giúp Nguyên mã này là mã táo hồng C35. Táo hồng C35 79k luôn. Táo hồng C35 nhá. Lá xanh à? Không. Thiền đổ rồi. À, mã gì ta? Lan sát nách à? Dũng 16 có không? Dũng 16 hết rồi. Lan sát nách đang trên nó còn mấy cá. Trên tay còn mấy cá. Rồi xe nhỏ nhỏ thôi. Còn xe nhỏ nhỏ. Thôi lên luôn Dũng mà. Thôi chị. Lấy hết cái này, ra hết cái này lại mình thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã táo 37 ký. Cái này xinh lắm chị mình. Gỗ 30 ký nữa còn kìa. Gỗ 30 ký còn. Chị Trần lấy không? 30 ạ. Mình chỉ có 30. 35. Chị coi có số 90. Chị coi có số 90. Đây nè, còn xanh nè. 30 còn xanh. Ai lấy chốt. Gấu 30 còn xanh. Nguyễn Thị Duyên không hề thấy. Táo hồng cho chị. Chị ơi, chị Hà Tiêu Thị Thu chốt em mệt lắm. Cho chị Cẩm Tú. Hôm bữa cũng chốt cái để tới để lui. Nói chị gom đơn chị cũng không ấy gì hết. Xong em xả ra. Cho chị Cẩm Tú đi. Cẩm Tú 79 chị, 79 chị. Mã nào mã 101. 79 ca. Hôm bữa chị cũng như thế em xả một đơn rồi đấy. Bây giờ em không dám chốt nữa đâu. Người ta chấp nhận, ví dụ như không có thời gian xem like thôi, cá hai cái để cho người ta đi đơn. Chứ chị em mình cứ xem cái lâu lâu chị em mình chốt cá xong. Không có thì xả đơn, không chốt nữa mà cực lắm. Sai 25-28, táo. Táo 25-28 luôn dùng Nguyên. Ai lấy táo từ 25 đến 28 ký chốt luôn dùng Nguyên. 79k táo. Trời ơi. Con này toàn bộ hàng 101 á chị em mình nè. Cái gì? Thằng bom. Thằng bom hồi tối em sale với làm chị có còn mở nó màu đen. Trời ơi, nắp nè. Con này chắc là đuổi to nha. Size 25 đến 28. Má này mã sale mấy trời. Chị nào lấy kem 25 28. 79k đi. Kem 37 đây nè. Thật sự là những cái con này toàn bộ chạy 101 hết. Đây chị em mình nhìn. Còn xe 37 ký nè. Kem xe 37 ký. Cái này là 1m52 vẫn mau ok nè.
Những con này đến mấy năm 2 vẫn ok nhé. Rồi theo đằng sau toàn bộ hết. Chị nào lấy cái này đang cho mã kem 37. Gấu xanh 30 kg cho vừa lấy gấu xanh. Cho Phi Trần. Phi Trần à? Phi Trần. Rồi ai lấy kem lên trên. Chị ơi, cái thời nào chị chốt cũng nửa tháng rồi mà giờ bảo em giữ hàng vậy? 30 chị... là bộ này. Đúng rồi. Ủa chị Nguyễn Hằng. Hai bộ đó. Chị ơi, chị Nguyễn Hằng lên thông tin đây rồi chốt nha. 30 là 89 đúng không? Chị nghĩ xong mà một đơn mà cả hơn nửa tháng rồi nhà em giữ đơn được chị. Chị Nguyễn Hằng lên thông tin cho em đi. 30 là 89 hay là 11? 11. 35 cho chị Nguyễn Hằng lên thông tin. Nhà em có chuyển khoản giữ đơn em cũng giữ đơn được. Ai giữ đơn mà đến cả nửa tháng mà giữ đơn. Đơn của chị em phải để cả tuần. Cả tuần xong rồi nhắn tin lại không ấy xong em mới xả đấy. Không phải là em nói là em xả ngay đâu. Ok chị Nguyễn Hằng. Rồi xe 35 ký. Gấu là 65. Có cái nào 65 chị? 75. Em xả hết rồi đấy. Hàng này lễ sang em xả hết rồi đấy. Xe 35 ký nè. Hàng bé là lai nó cực lắm. Nó lẻ sai chứ không phải như người lớn thì nó khỏe. Nãy giờ chị em mình thấy lai được đâu, bao nhiêu mã đâu. Chị nào lấy kem xe 35 để chút kem xe 35 dùng nha. Kem 35 nhé. Nó 11 không có chị ơi. Cái gì chị ơi? Cái gì thế chị Minh Phương Lương? Áo nam sọc 65 ký à. Nêu đen khi nãy luôn à. Áo nam sọc cái xíu này chốt đơn chị báo giùm em nha. Chị bỏ cái này vô trong cái bị can đi chị cho nó gặp. Tay chưa à? Xe 14 kg. Lên mã cà rốt. 14 kg nè. 15 kg nè. Cái này lên chị em mình 75k luôn. 14 15 nè. 18 kg nè. Kem 35 lá số 11 12 chị. Trời ơi cái này này chị em mình nhìn nè, cái tay chưa? Lên mã cà rốt xanh. 14 15 18. 14 15 18. 17. 22. Mã cà rốt xanh này cô tay lắm nè. Thấy chị coi trong tay chị số mấy? 89. 89 là lấy mà chị lấy mấy cái? 35 à. Lấy cái con đấy. Cái con hồi nãy em mới bắt xuống ấy. Đó, con đi vào đấy là 11. 11 vì 2 là 35 ký. Mới rồi bỏ vô mà chốt rồi cho Nguyễn Hoàng rồi mà hết rồi. Nguyễn Hoàng 37 à, hay là 35 lắm. Thế thôi ba chị tìm chi nữa. Rồi chị nào lấy cà rốt xanh lên cà rốt xanh này. Thôi đổi xí lên cái đồ người lớn đi chị em mà nó thường ngưng đi nhá. Lai đồ bé rất mạnh quá. Xanh kìa, xanh trong 18 ký. Có thanh cầm. Lai đồ bé mà nó lẻ sai mẹ cực quá. Rồi lâu lâu không like chị em mình tưởng không có đồ bán nhưng mà đồ bán vẫn về thường xuyên. Áo màu vàng đầu đây. Màu vàng làm gì còn chị, 46 nghìn mà làm gì còn. Bé 32 là cái nào chị ơi? Nè 35 đây nè. 35 nè. Tìm cái gì có bé 32 để em coi nè. 35 cho Nguyễn Thảo nha. Cái bộ này xuống đời là 79 nghìn. Sai 2 ký quay đầu. 79 nghìn. Lên mã vàng 79 luôn dù nguyên. Vàng 79 sai 22 này. Vàng 79 nha. Sai 22 này.
Chị nào lấy vàng 79 lên vàng 79 nè. Size 22 nhé, toàn bộ con thỏ này là thỏ theo hết nhé. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Vàng cũng 22 luôn. Ai lấy vàng 22 lên vàng 22 luôn dùng nguyên. Vàng 22 nhé. 32 kg à. Nó ít quá, giờ đi soạn ra nó rất là lâu. 16 kg nè. 22 nè. Chị coi có con gái nào số 10, 11 không chị? Trên cây nữa kìa. Con cây còn số nào 10, 11 không? Gái 16. Giờ không có số 32 đâu chị em mình. Ít lắm luôn. Giờ nó đã lẻ sai ra rồi. 14 kg nè. Còn size nhỏ thôi. 12, 13 tới 37 kg rồi. 90. Tới 10, 30 kg thôi. Không có số to đâu chị em mà nó hết rồi đấy. Hết cả số to rồi. Sao 15 kg nha. Chị nào lấy cái này lên cho ngoài nhí xanh 15, 16 kg. 79 k luôn. Có chị ơi. Không có xây bự đó chị ơi. Vàng 79 thì Trương Quỳnh Anh. Bộ Trương Quỳnh Anh. Cái hàng nó hàng 90k thôi kệ, lên hàng 9k luôn. Hàng này hàng 90k nè. Còn set này nè. Đây nó 79k, xe 35kg quay đầu. Trời ơi. 35kg quay đầu nha. Chị nào lấy cái này lên cho mặt. Cà rốt trắng, cái này cũng tan. Hàng này là hàng 90k hết. Giờ nó lẻ sai lẻ số ra. Bán tặng nó luôn cho em. Cho Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh. Em đã xả rồi chị ơi. Đơn của chị Hà Tiên thì tôi em đã xả hôm bữa rồi. Cái này cho chị Phan thì có hoa nè. Em đi dạo lên trên tay vậy nhé. Bán gọn hết luôn ý. Nó thật sự hàng toàn hàng 90k hết. Giờ nó lẻ sai lẻ số rồi. Ok chị Phan thì tốt thôi. Vàng cái gì Trương Quỳnh Phan. Trời ơi chị Trương Quỳnh Phan ơi. Mã vàng hồi nãy là size 25, 28. Áo quen size 22. Bỏ chị Trương Quỳnh Phan qua Phan cho chị. Xếp 32 xong để chị tối là để coi. Còn xe bự không này chị em mình. Chờ chị em mình mua giá này hời lắm luôn. Em nói thật sự. Còn rẻ hơn cả giá em đi nhặt nữa. Rồi 37kg nè. Cái này bẻ 40kg bằng mang được luôn. 37-40. Lên luôn dùng nguyên mã vàng 79. Vàng 79. Cái này 37-40kg nha. Từ 37 đến 40kg là chị em mình chút đẹp con nè. Chị nào lấy mã này lên chung mã vàng. Chị em mình đã mua rồi là biết toàn bộ hàng này là nguyên cả 90k hết nè. Lên gọn luôn cho chị em mình 79k. Chốt lên mã cà rốt vàng xe 37. Cà rốt vàng 37. Nguyễn Hoàng Hằng. Cái này 37 luôn. Ok Nguyễn Hằng. Alo. Dạ. Chị nhắn cho em cái em đang còn like. Chị. Rồi ok. Chị nhắn qua đây có người đang rep đi. Dạ. Rồi đây còn mấy set to đây để con lên luôn cho em mình hết chỗ này set to luôn. Cà rốt 32 để chị với à. Cà rốt 32 hết rồi. Ta lên mãi dâu đi. Y chắc luôn. Dâu 30, 32 em chốt được. Phone này bự.
Dâu này cute này chị em mình nè. Chị nào dâu 30-32 chút dâu 30-32. Những cái này thôi chị em mình khỏi phải lăn xăng nữa rồi. Giờ giá này y như chị em mình đi nhập mà không tính tiền vận chuyển. Em đi nhập mà không tính tiền vận chuyển nha. Giờ tiền công lai nè, tiền chốt đơn nè. Đấy, khỏi tính luôn nhá, coi lai công công rồi đấy. Chị nào lấy cái này đơn chân mãi dâu. Dâu 30-32. Dâu 30-32. Dâu thì Phan Thị Tố Hoa. Phan Thị Tố Hoa. Dâu cái này 35, chị nào lấy mã tròn 35 lên tròn 35, y chắc y kiểu luôn. Cái họa tiết nó khác xíu hơn nha, cho nó gọn thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này. Mã này chút lên luôn dùng mã tròn dùng nguyên nhé. Tròn. Ai lấy tròn lên tròn luôn dùng nguyên. Comment lên mã tròn luôn dùng nguyên. Tròn nha. Tròn này 35kg quay đầu. Tròn hồng 35kg. Tròn hồng 35. Giao hết. Giao hết. Tròn ra dịp Phan Thị Tố Hoa. Thế hồi nãy giờ em lên tròn 35-37 đây. Tròn này 37. 792 vậy nè. Tròn này 37kg. Tròn 37kg. 37 thật sự bán hồi hốn 40kg vẫn mang ok. Cái này cái áo không còn mang được. Chị nào lấy cái này lên cho mã 37-40. 37-40. Tròn 37-40 lên luôn dùng nguyên. Tròn 37-40 79k luôn. Tròn 37-40. Tròn 35 rồi nha. Rồi còn tròn 30-32 nữa thôi. Còn tròn 30-32. Ai lấy tròn 30-32 chốt luôn dùng nguyên nha. Còn tròn 30-32 còn ở dưới đây lăn rồi. Tại đây với mình. Lăn rồi. Xả hết cho nó gọn, thằng lẻ xả nè, xả hết, chê hết. Tròn, còn tròn xây máy hả chị? 30-32. Còn tròn không? Thế mã tròn? Còn 37 nữa. Ở đây đang tròn, đang tròn 3 máy thì không sao. Tròn này 32 nè. Chị lấy hồi nãy tròn đấy, sai chi đấy. Chị ghi cho ai đó, chị trao lại cho em mấy chữ. Sai sao, sai máy, không nó lộn nữa. Thôi 12, 13. 37. Thế gì Phan Thị Tố Hoa? Diệu Nguyễn à? Cái này 32 nè, cái này mới 32 nè. Cái 32 gì? Thu thảo vàng. Thu thảo vàng, không để lộn hết. 37-40, cà rốt vàng. Cà rốt vàng 37-40. Ai lấy cà rốt vàng lên cà rốt vàng dùm. Từ 37 đến 40kg dùm. Cà rốt vàng 37 đến 40kg. Ai lấy cà rốt vàng lên cà rốt vàng. Hai bộ rồi ok. Không chị Nguyễn Thảo ơi. Cho Nguyễn Hằng đi. Cho chị Nguyễn Hằng. Nguyễn Hằng này là khách quen rồi ta. Nguyễn Hằng là đổi hình đại diện hả? Khách nhà Nguyễn Hằng cũng nhiều lắm. Năm Nguyễn Hằng là. Cỡ bắt móc cho Duyên treo mã mới. Cái này size 15kg nè. 15-16kg. Cà rốt này xinh nè. 15-16kg. Rồi lên mã cà chua. Cà chua xe 35. Cà chua xe 35. Ai lấy cà chua 35 lên cà chua 35. Cà chua 35. Cà chua 37. Cà chua 35, cà chua 37. Rồi ai lấy cà chua lên cà chua dùng nguyên nhé. Cà chua 40 không vừa. À 40 để coi nè. Cà rốt vàng chốt rồi đúng không? Cà rốt vàng chốt rồi chị ơi. Ai lấy cà chua đi. Ai đang mang hết rồi. Đừng lấy cà rốt nữa, lấy cà chua đi. Cà chua dùng nguyên nhé. Cà chua xe 35-37 có hết. Cà chua vàng. Cà chua vàng. Cà chua 37 có Phan Thị Tố Hoa. Phan Thị Tố Hoa đây. Rồi cà chua 35. Ai lấy cà chua 35 lên cà chua 35. Ngày 30 cô ta lắm. 30. Hàng nào 169. Cái nặng bán tiếc quá.
chưa 35 cho. Có chị ha, có chị Huỳnh Thương nhé. Em không lên đồ người lớn như một túi 35. Thơm. Đã qua thơm rồi nè. Thơm cho Phan Thị Tố Hoa luôn. Thơm cho Phan Thị Tố Hoa. Nhận mấy cái bộ này về mà không mê nữa thì thôi luôn ý. Ồ, 2 giờ mấy là thôi, lên đóng này nữa thôi chị em mình nhé. Đang thiếu người. Đang thiếu người lên lâu có 18kg. Cái này của ta này. 18kg, ai lấy mã này lên mã 18kg. Chị nào lấy mã dâu 18 lên dâu 18 này. Ui. Nơ hồng. Nơ hồng 35. Nơ hồng 18. À, nơ vàng 18. Nơ này xinh nè. Cái nào nãy Diễm Nguyễn hỏi phải. Nơ vàng 16. Cái này cô ta quá chị em mình ơi. Ai lấy nơ lên nơ dùng nghe nha. Chúc lên nơ luôn dùng nghe. Giao cho Linh Nhi. Giao này cho Linh Nhi. Giao cho Linh Nhi. Linh Nhi giao. Đấy em nói rồi, hàng 90 mà. Nhưng mà giờ em còn lại sai. Nơ vàng 18 cho Minh Phương Ly. 18 cho Minh Phương Ly. Bé gái 38 à chị ơi. Minh Phương Ly. Đây là em gỡ hóc móc hết là chị em mình biết nè. Giờ nó còn lại sai lại số hàng là nguyên văn lên rồi. Nguyên đóng kìa, để nguyên văn lên thì chị em mình tới nhà bóc ấy. Tới nhà lựa cho nó khỏe. Cuối cùng dịch giả thôi, đâu có dám nhận khách tới nhà đâu. Tạm thời là xe bước cho nó gọn. Vì hàng mới về liên tục. Sai 16-17. Chị nào lấy nơ vàng 16-17. Nơ vàng 16-17 kháng Nguyễn Bu nhá. Nhưng mà Nguyễn Bu vàng nơ 18 hết rồi Nguyễn Bu ơi. Nơ hồng nè. Nơ hồng 35 cho Phan Thị Tố Hoa nè. Phan Thị Tố Hoa. Phan Thị Tố Hoa. Còn nơ vàng này sai tay bán nhà mình 16-17 ký. Nơ vàng 16-17. Trời ơi. Nhưng mà Thái lại tiếc. Không lên lại tiếc. Trời ơi. Này chị em anh nè. Cô ta chưa à. Mức mờ luôn ý. Cái này chị em mình lên nhà sờ chắc nữa thì thôi luôn. Thôi rồi Lượm ơi. 79k nha. Size của nó là bồng nhẹ. Size 25-28. Trời ơi chắc nó đã lắm chị em mình ơi. 25-28 xứ hơn lanh gì. Cái này mang xứ hơn lanh gì chứ. Cái này của nó là đuổi tơ. Dòng đuổi tơ size 25-28. Toàn bộ chạy bèo ren hết. Cái này toàn mã mới đẹp không ấy. Chị nào lấy kem. Kem 79k size 25-28. Kem 30kg. Kem 30kg. Kem 32kg. Kem 18kg. 22kg. Còn được từng này con kem. Chị nào lấy kem lên kem. Kem kèm size nha. Lên kem kèm size giúp Nguyên. Đẹp quá. 79-75 tùy mã. Cái quần đâu? Nó đẹp to mà không thấy quần. Ảnh comment chị Kim Khánh. Em chán quá luôn. Mấy ngày rồi đâu phải. Như cái máy chủ á chị em mình thấy không. Nguyên like nhưng mà Nguyên cắm ca cưới cái mặt miết trong cái máy này nè. Chứ còn nhìn như comment như giống như Nguyên nói chuyện một mình ấy. Không thấy chị em mà nói gì hết. Đấy cứ cắm cưới vô cái này thôi. 32 cho chị Phan Thị Tố Hoa. 79. Các có thấy được đâu. Nhiều chị em mình kêu sao mà chốt đơn. Không thấy nó năng gì hết. Chảnh. Chảnh nữa. Thêm chữ chảnh nữa. Ok chị. Nhưng mà thật sự là không thấy nè. Vút nè. Vút rác cái tay luôn ý. Rồi còn váy kem này xinh lắm. Ai lấy váy kem lên váy kem lên cùng mình nhé. Rồi 79k. Bộ hồng này xây bự. Hồng này xây 37 nè. Hồng xây 37-79. Nói có nào 85.000. Trừ khi hàng sale với làm khi có 85.000. Hồng cho chị Nguyễn Hằng. Kem 30 cho chị Trương Quỳnh Văn. 30 cho Trương Quỳnh Văn. Hàng tác con là 159.000 cho chị Trương Quỳnh Văn.
Còn 25, 28. Hồng 37 hết rồi chị ơi. Chị ơi em lên nãy giờ. Ôi tới chị, chị Trương Quỳnh Văn ơi, chị chốt xong rồi chị. Chị hỏi lại mấy con mẫu. Chị coi mẫu xong rồi chị đã chốt chứ. Cái chốt xong rồi coi mẫu không ưng lại xả ra. Chị kỳ thế. Đẹp lắm luôn phía sau. Hồng em hết. Cái này 32kg lên chạy 169k nè. 32kg cầu vòng. 32kg cái này chắc đã lắm luôn quý chị em ơi. Ở phần ở giữa của nó là lưng thun như thế này. Lên luôn dùng mã cầu vòng. Size 32kg 69k. Ai lấy cầu vòng lên cầu vòng. Nha, ai lấy mã cầu vòng lên cầu vòng luôn dùng nguyên. 69k cầu vòng. Comment lên mã cầu vòng. Bộ hồng trên bàn á. Váy hết chị ơi, mấy cái này váy hết, mấy bộ đó. Toàn một cái này váy. Ai lấy cầu vòng 69 lên. Cái này còn mấy cái không lên cho em 69k luôn. Cái này lên chị em 59k size 16. 59k size 16kg. Chị nào lấy 59 size 16 chốt. 59 size 16. Vàng này size 35. Size 32 sorry. 69k. Vàng này size 32 nhé, 69k. Rồi nhé, thôi ngưng đi chị em mình hả? Ngưng nha. Không, chị em mình phải hỏi trước. Một bé trai giờ em không lên. Chị em mình hỏi trước. Ok, chị em mình đã chốt xong. Chốt xong rồi chị em mình hỏi mới cho xây mẫu rồi mất công. Ví dụ chị em hay lại xả ra. Thôi nhá chị em mình ơi, không lên nữa nha. Không cố nữa nha. Cố nữa là quá cố luôn đấy. Ráng mấy mã này cu te nữa chứ không lại tiếp này. Ráng xíu này nữa thôi. Ráng quá chảy mỡ. Trời ơi. Cu te chưa? 75k. Cái này chắc của nó là thun cốt tông nha. Thun cốt tông. Size này dành cho bé nhà mình 22. Đẹp chưa? Dạng hơi giống quần váy á, quần hơi rộng xíu. Nè. Chốt lên luôn dùng mã này là mã Mickey. Mickey 22. Mickey size 16. Mickey size 18. Tròn này còn một set nè. Tròn này size 37 nè. Tròn size 37 rồi chị nào lấy nguyên chốt xong nguyên ngưng like. Chính thức là ngưng like nha. Hẹn chị mình cái like tối. Không thấy set vàng chụp hình. Là set mô trời, nãy giờ bao nhiêu set vàng rồi. Ni à. Hay là cái nào. Vàng 32 cho chị Phan Thị Tố Hoa 69k. Set có cánh tiên, từ từ. À rồi. Thấy bả rồi. Chắc là bả tia cái mã ni. Ni vậy không? Thì không phải này thôi luôn ấy. Ni đúng không? Size 18kg nè. Và size 16kg. Tia cái mã này đúng không? Ưa thì tắt đi. Nha, còn có 2 set đấy. Trồng hoa vải cho Phước Đông. Phước Đông đang có đơn đúng không? Có đơn rồi đúng không? Phải chín giùm em chị. 16 cho Bảo Nhi. Nãy chắc bà coi like nãy giờ tiên cái mã ni đây. Hàng này hàng 8-90 hết nè. Cô nói thật sự ấy. 90 hết. 90 xe nhỏ là 85k. Rồi, ngưng nha. Ngưng trẻ mà nha. Cô đứng lên nè. Đứng lên giật mình. Cái này là 36, 75 à? 79.
Trời ơi, ngày đang gặp anh Mít ra anh. Không vui đâu nghe. Thiệt ý. Vàng 16 tháng 3. Hết rồi. Còn vàng này mười mấy. Vàng 18. Còn vàng 18, ai lấy vàng 18, lấy vàng 18. Có cho Bảo Nhi rồi. Bảo Nhi có rồi, còn vàng 18 ký thôi. Mày cứ tay thì còn vàng 18 thôi. Hết nha. Hết nha quý vị. Đồng, đồng bộ nào 35 ký không? Bộ 35 à? Vàng 18 cho chị lấy thì trước qua. Bộ 35 giờ chịu luôn. Đấy, như thế này mà chị em mình bảo lúc trước đây chị em mình này à, bộ trai rồi bộ gái mấy cái không tìm được đâu ấy. Muốn nói thật sự luôn ấy. Thầm nhà Nguyên like xong, bỏ bao. Like xong, bỏ bao. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Hàng trả chị ngà ông lên hai dạo rồi ta. Buồn ấy thiệt cái chứ. Bye bye chị em mình luôn nha.